Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 15. Khương Chính Hồng biết chân tướng xong thì kích động trong lòng đã không thua kém gì Khương Thiên Viễn, sự tôn kính đối với Lục Vân cũng không thấp hơn Khương Thiên Viễn, suýt đã quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Chỉ cần ba đạt tới đỉnh cao hóa cảnh thì sẽ giữ được Khương gia, ông ấy có thể không kích động sao? Lục tiền bối, xin nhận một lạy của tôi. Thôi bỏ đi, ông đã một đống tuổi rồi, đừng quỳ rồi xảy ra chuyện, sau đó lại ăn vạ tôi, ông chỉ cần nhớ kỹ về sau chín chắn một chút là được. Đây là một hình ảnh rất quỷ dị, một thằng nhóc khoảng 20 tuổi lại dùng dáng vẻ trưởng bối ân cần dạy bảo vấn bối mà bảo một ông lão gần 70 tuổi là sau này phải chín chắn một chút. Nhưng Khương Chính Hồng lại không cảm thấy kỳ quái, còn khiêm tốn gật đầu và nói, vâng vâng vâng, Lục tiền bối dạy bảo rất đúng, về sau Tiểu Hồng nhất định sẽ trở nên càng chín chắn ổn định, tiền bối cứ việc yên tâm. Tiểu Hồng, Lục Vân nổi hết da gà lên. Khương Chính Hồng lại nói, tôi nhất định sẽ nghe theo lời dạy dỗ của Lục tiền bối, nhưng Lục tiền bối nhất định phải nhận cái lạy này, trước đó là tôi có mắt không tròng mạo. Phạm tiền bối, nhưng tiền bối vẫn không so đo hiềm khích mà cứu Khương gia khỏi dầu sôi lửa bỏng, cho nên tiền bối chính là đại ân nhân của Khương gia. Nói xong thì ông ấy quỳ xuống trước mặt Lục Vân, bái lạy một cái. Lục Vân thấy ông ấy khăng khăng làm như thế cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ lắc lắc đầu và nói, ông lão chết tiệt ông thật là ngoan cố khó sửa. Ha ha, đa tạ Lục tiền bối khích lệ. Khương Chính Hồng nghe câu nói này còn tưởng rằng Lục Vân đang khích lệ mình, còn ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi Lục tiền bối, trước đó ngài nói ngài được con gái cưng Lam Nhi của tôi gửi gắm mới đến trợ giúp Khương gia, có thể mạo muội hỏi một câu ngài và Lam Nhi nhà tôi có quan hệ gì không? Ông lão chết tiệt này không lâu trước đó còn luôn miệng nói Khương Lam là đứa con gái bất hiếu. Hiện tại đã biến thành con gái cưng Lam Nhi, thật không biết xấu hổ. Lục Vân liếc nhìn ông ấy rồi nói, chuyện này chờ ông tự đi hỏi bác gái Khương là được. Vâng vâng vâng, chờ nguy cơ lần này của Khương gia được giải trừ, tôi lập tức đi đến tỉnh Giang Nam thăm Lam Nhi. Đúng rồi Lục tiền bối, ngài là đại ân nhân của Khương gia chúng tôi gọi hết vãn bối trong nhà ra để cảm tạ ngài. Không cần Lục Vân lại vẫy vẫy tay và nói, không vội, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Trước mắt vẫn nên thẳng trận luận võ lần này trước lại nói. Lục Vân cảm thấy mình quá vĩ đại, đầu tiên là yên lặng trải đường sẵn cho Khương gia, trở về sau chị Khuynh Thành trở về thăm người thân thì mình có thể tự hào nói, nhìn đi chị đẹp, đây là Giang Sơn em đánh hạ cho chị, cả ông cố ngoại nhìn thấy chị cũng phải cúi đầu khom lưng. Đến lúc đó chị Khuynh Thành sẽ cảm động hôn má trái hay hôn má phải của mình, hay là hôn lên đầu nhỏ đây. Nghĩ thôi hắn đã cảm thấy kích động. Lúc hai người đang trò chuyện trong sảnh thì một người phụ nữ từ ngoài cửa đi vào, buồn bực nói, ba, Ngô Quế thật quá đáng, con muốn ly hôn với anh ta. Người này tên là Khương Dung, là con gái út của Khương Chính Hồng, tuy dung mạo không sánh bằng Khương Lam, nhưng hồi trẻ cũng là một mỹ nhân. Bà ta và Khương Lam từng có một đoạn ân oán. Trước kia Khương gia chuẩn bị đính hôn Khương Lam cho Ngô Quế Ngô gia, nhưng khi đó Khương Lam đã thích Diệp Hướng Vinh. Cho nên từ chối việc hôn nhân này, còn giận dỗi rời khỏi Khương gia. Mà cô em gái Khương Dung lại liếc một cái đã nhìn chúng Ngô Quế, Khương Lam bỏ nhà đi rất hợp ý của Khương Dung. Khương gia suy xét đến quan hệ giữa hai nhà, cuối cùng cũng để Khương Dung thay chị mình là Khương Lam gả cho Ngô Quế, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của Khương Dung. Quan hệ hai nhà cũng trở nên gắn bó. Nhưng hôm nay Khương Dung đột nhiên chạy tới nói muốn ly hôn với Ngô Quế. Khương Chính Hồng nghe xong cũng giận tím mặt, nói, hiện tại đã là lúc nào, luận võ sắp tới, con còn ly hôn cái gì, thật là chẳng phân biệt nặng nhẹ. Khương Dung tủi thân nói, ba, không phải con một hai muốn làm vậy vào thời điểm này, mà là vì Ngô Quế rất quá đáng, anh ta nói hoặc là ly hôn, hoặc là ép con hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mọi người. Cái gì? Khương Chính Hồng tức giận đến vỗ bàn và nói, lời này là thằng khốn Ngô Quế kia nói ra. Ngô gia bọn họ chuẩn bị đi lấy lòng hầu gia. Vào thời khắc mấu chốt này mà Ngô Quế lại nói ra những câu đó, còn không phải thể hiện thái độ của Ngô gia bọn họ sao? Sao Khương Chính Hồng có thể không nghe ra? Khương Dung vừa lau nước mắt, vừa tủi nhục nói, Ngô gia có ý đó thật, còn ở lại nhà đó không nổi nữa, cho nên mới chạy về kể khổ với ba. Thằng khốn Ngô Quế kia giỏi lắm, kết quả luận võ còn chưa có mà nó đã dám nói như vậy, thật cho rằng Khương gia chúng ta là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp hay sao?
Khương Chính Hồng tức đến dâu cũng run rẩy. Khương Dung nói, ba, con cũng không biết tại sao mà lần này Ngô gia có vẻ đặc biệt tự tin, cảm thấy Hầu gia nhất định có thể thắng, con cảm thấy rất sợ. Hừ, có gì mà sợ, nếu là hôm qua thì ba sẽ cảm thấy phần thắng của Khương gia không lớn, nhưng hiện tại, con cứ chờ xem, sẽ đến lúc Ngô gia hối hận. Trong lòng Khương Chính Hồng cũng nghẹn một cục tức, thật sự quá khó chấp nhận. Nghĩ lại thì vẫn là bảo bối Lam Nhi sáng suốt, lúc trước không gả cho thằng khốn Ngô Quế kia. Nghĩ đến đây, Khương Chính Hồng không khỏi quay đầu nhìn về phía Lục Vân, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống và nói, Lục tiền bối, trong nhà có chút rèm pha, làm ngài chê cười. Lục Vân lắc lắc đầu, không nói gì, mà Khương Dung lại nghi hoặc mà hỏi, ba, vị này là... Khi tiến vào bà ta đã nhìn thấy Lục Vân, kinh ngạc nghĩ sao lúc này mà ba còn có tâm tình uống trà nói chuyện phiếm với người ta, hơn nữa còn với một người trẻ tuổi như vậy. Lúc này nghe thấy Khương Chính Hồng gọi Lục Vân là tiền bối thì nghi ngờ trong lòng bà càng mãnh liệt. Khương Chính Hồng cung kính nói, vị này là Lục tiền bối, là đại ân nhân của Khương gia chúng ta. Đại ân nhân? Khương Dung càng khó hiểu, nhưng ngay lúc này, sân sau bỗng truyền đến một tiếng cười to vô cùng kích động. Làm kinh động cả Khương gia, ha ha ha, thật là trời phù hộ Khương gia, đám người chờ xem trò cười của ta đều phải hối hận. Tiếng Khương Thiên Viễn cười lớn làm rung chuyển toàn bộ Khương gia, tất cả mọi người trong Khương gia đều bị sốc, lão tổ ơi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài còn bình thường không? Ngày mốt chính là ngày luận võ với Hầu gia, giờ đây trong Khương gia là một mảng ảm đạm, từ trên xuống dưới ai cũng biết đây là trận đại họa đối với Khương gia bọn họ, muốn thắng thật sự quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, lão tổ đột nhiên phát ra một trận tiếng cười cực kỳ hưng phấn như vậy làm mọi người không rõ làm sao, tại sao phản ứng của lão tổ lại kích động như phát điên vậy. Ông còn nói ông trời đang phù hộ cho Khương gia bọn họ, nhưng giờ Khương gia sắp sửa diệt vong đến nơi rồi. Tất cả thành viên của Khương gia không còn hy vọng gì nữa, giờ phút này tâm trạng thê lương hơn cả khi đối mặt với cái chết. Sau khi nghe được tiếng cười này, mọi người lần lượt chạy về sân sau. Nhưng đến nơi bọn họ chỉ dám đứng ngoài cửa sân sau, không có sự đồng ý của lão tổ họ không dám bước vào. Khương Chính Hồng cũng đến. Một người đàn ông trung niên hỏi, ba, ông nội làm sao vậy? Người đàn ông trung niên này tên là Khương Thừa Nghiệp, là con trai trưởng của Khương Chính Hồng, hiện tại cũng là trụ cột quan trọng của thế hệ trung niên ở Khương gia. Khương Chính Hồng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ra lệnh, tất cả các người đợi ở đây. Không ai được phép đi vào làm phiền lão tổ. Khi nói, giọng của ông ấy run run, khuôn mặt tràn đầy phấn khích, khiến mọi người càng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đám người Khương Thừa Nghiệp run lên, làm sao ngay cả cha cũng có vẻ vui mừng như vậy. Khương Chính Hồng phớt lờ đi câu hỏi kia, phấn khích bước vào sân sau, Lục Vân đi theo sau ông ấy, nhưng hắn vừa bước một bước vào trong, đã nghe thấy Khương Thừa Nghiệp hét lên đầy giận dữ, cậu đang làm gì đó. Cậu không phải người của Khương gia chúng tôi đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi bọn họ đều tập trung nhìn vào sân sau nên không chú ý tới Lục Vân đang đi phía sau Khương Chính Hồng, lúc này mới phát hiện đó là một gương mặt xa lạ. Lục Vân chưa kịp nói chuyện, Khương Chính Hồng đã quay lại và hét lên, làm càn. Không được vô lễ với Lục tiền bối. Lục tiền bối, mọi người trong Khương gia đều sững sờ. Đối với một người trẻ tuổi như vậy, mà lão gia vẫn gọi là tiền bối. Nghi vấn của bọn họ còn chưa được giải đáp, Khương Chính Hồng đã cung kính nói với Lục Vân, xin mời Lục tiền bối, hiện tại nhất định cha tôi rất nóng lòng muốn gặp người. Lục Vân gật đầu, đi theo Khương Chính Hồng đi vào sân sau, để lại đám hậu bối Khương gia ngây người đứng đó. Khương Thừa Nghĩa, con thứ hai của Khương gia, nói, anh cả, ông nội và cha đều phấn khích như vậy. Anh nghĩ thử xem có phải tu vị của ông nội đã đột phá không? Ngay khi lời này vừa thốt ra, mọi người trong Khương gia đều run lên. Dựa vào tình huống trước mắt mà nói, chỉ có khả năng này mới có thể khiến lão gia và lão tổ kích động như vậy, không còn khả năng nào khiến hai người họ đồng thời phát điên nữa đâu đúng không? Khương Dung cũng nói, em cảm thấy anh hai nói rất có lý, vừa rồi em ở trong đại điện nghe cha nói, lần này nhất định sẽ cho đám người kia hối hận. Rõ ràng là cha rất có lòng tin đối với cuộc thi lần. Hít. Nghe đến đây, mọi người đều hít sâu một hơi, nếu là như vậy, thì ông trời đã phù hộ cho Khương gia họ rồi, để cho lão tổ đột phá trước hai ngày trước khi luận võ diễn ra.
lúc này ở sân sau. Khương Thiên Viễn lao ra khỏi gian phòng với vẻ mặt đầy phấn khích. Quả thực, như Khương Chính Hồng đã nói, ông rất nóng lòng muốn gặp Lục Vân, nóng lòng muốn nói lời cảm tạ với hắn, bởi vì nếu không có Lục Vân trợ giúp, ông không có khả năng đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong trong thời khắc mấu chốt này. Tiền bối, xin hãy nhận một cái cúi đầu từ tôi. Khoảnh khắc Khương Thiên Viễn nhìn thấy Lục Vân, ông lập tức chạy đến và cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn. Lục Vân lắc đầu, nói, không cần phải làm như vậy, đây đều là thành quả mà chính bản thân ông nỗ lực mà có, nếu những năm qua ông đã không khắc khổ tu luyện, thì giờ đây cũng không thể nào đạt đến hóa cảnh đỉnh phong được. Đây cũng là điều ngoài mong đợi của Lục Vân, điều mà hắn không bao giờ ngờ tới trước khi đến đây là Khương Thiên Viễn đã bị mắc kẹt trước cảnh giới này nhiều năm như vậy. Khương Thiên Viễn cung kính nói, tiền bối đừng nói như vậy, nếu không phải có người chỉ điểm, tôi cũng không biết mình sẽ kẹt lại ở cảnh giới này bao lâu nữa. Lục Vân cười nói, vậy bây giờ còn cần tôi giúp ông luận võ với Hầu Dũng nữa không? Không cần làm phiền tiền bối nữa, giờ đây tôi chỉ muốn đánh tên Hầu Dũng kia một trận thật đã tay, năm đó tôi đem Hầu ra đuổi khỏi Kim Lăng như thế nào, thì lần này tôi cũng sẽ đuổi bọn họ đi như thế một lần nữa. Hơn nữa lần này, tôi sẽ không cho Hầu gia có bất kỳ cơ hội nào quay trở lại nữa. Sau khi Khương Thiên Viễn đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, ông ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trước, trông còn trẻ hơn Khương Chính Hồng vài phần. Đồng thời, sự tự tin của ông cũng tăng lên rất nhiều. Loại ân oán giữa các gia tộc võ giả như thế này nhất định phải có sự can thiệp của người đến từ Vũ Minh, nếu không, lỡ như bọn họ nóng nảy, trực tiếp diệt trừ gia tộc của đối thủ sẽ để lại đại họa. Cả hai bên đều đã đặt cược, người thua cuộc sẽ rút khỏi Kim Lăng và 90% tài sản của người thua cuộc sẽ được trao lại cho người chiến thắng. Nhiều năm trước, Khương Thiên Viễn đã giao thủ với lão tổ của Hầu gia Hầu Vân Sơn, khi đó Khương Thiên Viễn đã chiến thắng, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn buông một tay, chỉ lấy đi một nửa tài sản của Hầu gia. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm như vậy, Hầu gia lại trở lại Kim Lăng một lần nữa để khiêu khích Khương gia. Mặc dù Khương gia là một gia tộc võ giả, nhưng bây giờ rất nhiều tiểu hậu bối đều chỉ là người bình thường, nếu như có một ngày Hầu gia tới giết mấy tiểu bối quan trọng của Khương gia, e rằng ngay cả Vũ Minh cũng không có khả năng điều tra ra. Vì vậy, Khương Thiên Viễn không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trận luận võ ác liệt này. Khương Thiên Viễn chỉ hối hận vì lúc trước đã không ra tay tàn nhẫn với Hầu gia hơn. Liếc nhìn Khương Chính Hồng, người cũng đang phấn khích bên cạnh ông ấy một cái. Khương Thiên Viễn nhanh chóng quay lại nhìn Lục Vân, nói tiền bối, trong thời gian tôi đột phá, thằng nhóc này không bỏ mặc ngài chứ. Lục Vân cũng đang liếc nhìn Khương Chính Hồng, khẽ cau mày, Khương Chính Hồng sợ đến mức không dám thở mạnh. Không, lão đầu này rất hiểu chuyện, khom lưng cúi đầu mà bưng trà rót nước đủ cả, có thể nói là rất chăm chỉ. Sau khi dọa Khương Chính Hồng một cái, lông mày của Lục Vân nhanh chóng dấn ra, cười nói. Vậy thì tốt rồi, Khương Thiên Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để cho tôi biết tên này coi thường người, tôi nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo. Vào ngày luận võ, ở trung tâm của quảng trường rộng lớn có một bệ đá hình tròn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, có thể nói bệ đá này đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của vô số gia tộc võ tu ở Kim Lăng. Tồn tại qua biết bao thế hệ. Xung quanh bệ đá đã chật kín người xem. Bên ngoài quảng trường một số thành viên của Vũ Minh đang duy trì trật tự, không để quá nhiều kẻ tạp nham tràn vào quảng trường. Kim Lăng thuộc về khu Đông Hải dưới quyền quản lý của Vũ Minh, không phải là khu Đông Hải ngoài đời, xin đừng xem xét quá nhiều, trọng tài lần này là một chấp sự của Võ Minh tên là Tạ Trừ, người có một khuôn mặt gầy. Tu vi của hắn ta có thể không bằng Khương Thiên Viễn và đám người Hầu Dũng, nhưng xét về địa vị thì không ai dám mạo phạm đến hắn ta. Thú vị nhất chính là khán giả xem trận đấu ở xung quanh bệ đá phần lớn là các phú hào ở Kim Lăng, chỗ đứng của họ rất có ý tứ, thoạt nhìn số người đứng về phía Hầu gia nhiều hơn so với Khương gia. Hoạt nhìn là rất nhiều người vây thành vòng tròn xung quanh bệ đá, nhưng nhìn theo tình hình thực tế thì người bên vị trí Hầu gia và bên vị trí Khương gia chia ra rõ rệt, tỷ lệ xấp xỉ là 8-2. Chuyện này đã thể hiện rõ, đại đa số phú hào ở Kim Lăng đều xem trọng Hầu gia. Lúc này những người còn đang sát cánh cùng Khương gia, đều là những người có quan hệ gắn bó sâu sắc, về cơ bản đều đã sẵn sàng cùng tiến cùng lùi với Khương gia. Đương nhiên Tề gia cũng ở đó. Hơn nữa, bên cạnh Khương Chính Hồng là Tề Thương Lan đang ngồi trên xe lăn, với khuôn mặt ủ rũ,
không chủ động nói chuyện với Khương Chính Hồng. Khương Chính Hồng cười làm lành, nói, lão Tê, ngày hôm đó tôi đã hiểu lầm ông. Tôi thực sự xin lỗi, tôi không ngờ ông lại mang đến cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy. Hừ, Tê Thương Lan ngạo kiều nói, chúng ta đã là bằng hữu nhiều năm như vậy mà ông không tin tưởng tôi, ông còn có mặt mũi tươi cười trước mặt tôi à, nếu không phải lần này nể mặt mũi của Lục Thần Y, tôi đã sớm ngồi bên hầu gia kia rồi. Đúng đúng đúng, là do tôi sai, đã ủy khuất cho ông rồi, sau khi cuộc luận võ này kết thúc, tôi mời ông uống rượu, không say không về. Vậy thì tạm được. Lúc hai người họ đang tán gẫu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tia cười lạnh, ha ha. Tôi cảm thấy thứ các người nên uống là rượu tiễn đưa thì hơn đúng không? Không, tôi cảm thấy sau trận đấu này bản thân tôi nên mời hai người uống một ly thì hơn. Bởi vì Khương gia buộc phải rời đi, Tê gia ở lại đây cũng không thể nào chịu được sức ép của Hầu gia đâu đúng không, cha vợ? Người đang nói chuyện là Ngô Quế. Không biết anh ta đã đến đây từ khi nào, khuôn mặt anh ta lộ vẻ chế nhạo. Khương Chính Hồng cau mày, không hài lòng nói, đồ khốn kiếp. Mày không xứng gọi tao là cha vợ. Xem như tao đã nhìn lầm, năm đó tao không nên gả Dung Nhi cho mày. Ha, ha, cha vợ đừng tức giận, con sợ sau này không có cơ hội gọi cha là cha vợ nữa, nhân cơ hội này gọi nhiều một chút. Ngô Quế cười lạnh nói. Mày thật sự không còn cơ hội nữa. Tê Thương Lan nghe không nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang. Khương Dung đỏ mắt, nói, Ngô Quế, anh cút khỏi đây mau. Cho dù sau này anh có quỳ xuống lấy lòng Khương gia của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nghe hai người bọn họ nói vậy, Ngô Quế hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, làm sao nghe ngữ khí của bọn họ, giống như lần này Khương gia chắc chắn sẽ thắng vậy. Chắc hẳn là ảo giác. Ngô Quế rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, các người lạc quan thật, đã vậy cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước, lần này Hầu gia trở lại không đơn giản. Bên họ mang đến hai tông sư, các người nên biết ý nghĩa bên trong là gì. Hai tông sư. Câu này khiến mọi người xung quanh run sợ một trận. Hầu gia tổng cộng có hai vị hóa cảnh tông sư, một người là Hầu Vân Sơn, lão tổ Hầu gia, đã từng bị Khương Thiên Viễn đánh bại, cho nên ông ta tự nhiên không phải là người so tài lần này. Người còn lại là nhân tài mới xuất hiện của Hầu gia, Hầu Dũng. Bát chỉ tông sư Hầu Dũng, xếp thứ 38 trong tông sư bảng. Trong gia tộc võ tu, chỉ cần có một hóa cảnh tông sư, đã đủ chấn kinh một phương, lần này Hầu gia có tận hai vị hóa cảnh tông sư, đủ thấy bọn họ lợi hại cỡ nào, đây cũng là nguyên nhân tại sao những gia tộc phú hào này lại háo hức xếp hàng bên kia. Trong tương lai Hầu gia rất có thể sẽ trở thành bá chủ của Kim Lăng. Sau khi Ngô Quế nói ra một câu như vậy, anh ta cười lạnh rời đi, quay trở về khu vực của Ngô gia đối diện với Khương gia. Anh ta không hề lo lắng chút nào. Bởi vì, dựa theo tin tức nội bộ, lần này Hầu gia nhất định sẽ chiến thắng. Khương Chính Hồng thực sự bị mấy lời của Ngô Quế làm cho chán nản, nhưng khi vừa nghĩ cha ông ấy đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, thì lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, đợi khi kết quả của cuộc luận võ được công bố sẽ tát vào mặt mấy người này thôi. Rất nhanh, Tạ Trừ, chấp sự của Võ Minh, bước lên bệ đá, nhắc lại các quy tắc mà mọi người ở đây đều thuộc lòng, sau đó... Khương Thiên Viễn và Hầu Dũng đồng thời bước lên sân khấu. Mặc dù Hầu Dũng chỉ là bát chỉ tông sư, nhưng lại cao lớn vạm vỡ, quần áo trên người hoàn toàn không che được những khối cơ bắp đáng sợ dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt của hắn ta cũng cực kỳ sắc bén, tràn ngập một cổ cương quyết bướng bỉnh. Hóa cảnh tông sư chưa đến 40 tuổi, nên hắn ta có cái gọi là kiêu ngạo nên có. Tương phản hoàn toàn, Khương Thiên Viễn đã gần 100 tuổi, vóc dáng gầy gò. Khí thế rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với Hầu Dũng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người khó hiểu là khuôn mặt của Khương Thiên Viễn không hề lộ ra nhiều vẻ phiền muộn mà tràn đầy tinh thần chiến đấu không hề phù hợp với lứa tuổi của ông, dường như ông rất tự tin trong lần luận võ này. Giờ phút này, suy nghĩ của mọi người cũng giống như Ngô Quế lúc đó, chẳng lẽ là ảo giác? Chuyện gì đã xảy ra mà khiến vẻ mặt của Khương Thiên Viễn tự tin như vậy? Phải ảo tưởng hay không? Sẽ có kết quả sớm thôi. Sau một tiếng hiệu lệnh của Tạ Trừ, trận luận võ giữa hai đại phú hào ở Kim Lăng, mối thù hàng chục năm, chính thức khai hỏa ồ. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Khóe miệng Hầu Dũng toát ra một nụ cười vừa khiêu khích lại tự tin, ngay khi hiệu lệnh vừa dứt, liền như mãnh hổ xuống núi, phóng
phóng thẳng về phía Khương Thiên Viễn, khí tức cuồng bạo cũng đồng thời tuôn trào tứ hướng. Ra tay quyết đoán, ác liệt tàn nhẫn. Sẽ không có một chút đồng tình nào vì đối phương lớn tuổi. Điều hắn ta muốn là đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất là có thể giải quyết Khương Thiên Viễn trong vòng 3 chiêu, để cho phần đông phú hào ở Kim Lăng trông thấy khí thế mạnh mẽ bá đạo của hắn ta. Đây sẽ là một hồi trống. Một hồi trống báo hiệu cho việc Hầu gia bọn hắn sẽ trở lại Kim Lăng, đồng thời là một hồi trống ăn mừng bọn hắn sắp xông lên vị trí bá chủ Kim Lăng này. Chỉ có cách chiến đấu nhanh gọn, nghiền ép tuyệt đối, mới có thể phô bày đầy đủ sự cường thế của Hầu gia bọn họ. Am! Hầu Dũng vừa ra tay, hai đấm mạnh như sấm, nã đến trước người Khương Thiên Viễn, sắc mặt của mọi người đang quan sát bốn phía đều khẽ biến, trong nội tâm thầm thán phục không hổ là bát chỉ tông sư, vừa ra tay đã không giống người thường. Còn lão già khỏng Khương Thiên Viễn kia, có thể tiếp được một chiêu của Hầu Dũng hay không mới là vấn đề. Bên chỗ Hầu gia, Hầu Vân Sơn cười lạnh một tiếng nói, Khương Thiên Viễn, có lẽ đánh chết ông cũng không ngờ được. Đã cách nhiều năm như vậy mà Hầu gia tôi vẫn có thể quay về Kim Lăng lần nữa, nếu ông nhận thua sớm một chút đã không cần đứng ra hứng chịu đau khổ này rồi đúng không? Trước lúc luận võ, hai nhà trao đổi qua một lượt, nếu như lúc ấy Khương Thiên Viễn ngoan ngoãn thỏa hiệp thì trận luận võ này cũng không cần diễn ra nữa. Khương gia trực tiếp giao ra 9 phần tài sản, rồi rời khỏi Kim Lăng, nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng thức thời cho mọi người, bảo toàn được vài phần mặt mũi. Thế nhưng Khương Thiên Viễn không cam lòng, kiên trì muốn tiếp tục trận chiến này. Đã vậy thì Hầu gia chỉ có thể thành toàn cho ông thôi. Hầu Vân Sơn đã sớm đã thông báo cho Hầu Dũng biết, trận chiến này, phải cho Khương Thiên Viễn thua trong thê thảm và chật vật, tốt nhất là có thể đánh ông thành một con chó chết, rửa sạch sỉ nhục nhiều năm trước ông ta thua trong tay Khương Thiên Viễn. Hầu Dũng thực sự đã không phụ sự kỳ vọng của ông ta, vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức hung ác công kích Khương Thiên Viễn. Nhưng ngay khi mọi người còn đang hoài nghi Khương Thiên Viễn có thể tránh thoát khỏi chiêu này của Hầu Dũng hay không, thì chỉ thấy Khương Thiên Viễn đưa bước chân đạp mạnh về phía trước, đối mặt với thế công bá đạo của Hầu Dũng, ông không lùi mà còn tiến tới, tựa như thật sự muốn trực tiếp đối đầu với Hầu Dũng. Lão già kia đang làm gì đó, không phải ông thực nghĩ là mình có thể đón được đòn công kích của Hầu Dũng đó chứ? Theo tôi thấy chắc là ông thấy mình đã sống gần trăm năm rồi, giờ đột nhiên chán sống nữa. Muốn chết ai? Ánh mắt của Hầu Dũng cũng nghiêm túc hẳn lên, khí lạnh trong mắt ánh lên sắc bén, nội kình trên hai đấm càng mãnh liệt hơn, hóa thành hào quang thực chất lan rộng ra xung quanh. Cuối cùng khi năm đấm của hai bên đánh vào nhau, khung cảnh đột nhiên như bị đóng băng. Mọi người phía dưới càng lộ vẻ kinh ngạc, Khương Thiên Viễn không bị đánh lui. Không chỉ không có lui lại mà còn đứng vô cùng ổn định. Ngược lại là Hầu Dũng đối diện ông. Rõ ràng người là chủ động phát động công kích, dùng tư thế bá đạo phóng tới Khương Thiên Viễn, nhưng sau khi hai bên đâm vào nhau và khựng lại vài giây thì chính hắn ta lại là người rầm rầm lui về sau 3 bước. Hít! Bốn phía lập tức vang lên tiếng hít khí. Hầu Dũng xếp hạng 38 trên tông sư bảng, rõ ràng bỏ rất xa Khương Thiên Viễn xếp. Ngoài top 80, nhưng vẫn bị ông ta dùng một quyền đẩy lui. Chuyện này là như thế nào? Lúc mọi người ở đây lâm vào yên lặng, Khương Thiên Viễn đột nhiên cười to nói, ha ha ha, Hầu Vân Sơn, chỉ sợ ông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Hai ngày trước, Lão Phu đã liên tiếp đột phá, đến nay đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong. Vừa dứt lời, thân hình già nua của ông như được hồi quang phản chiếu, đứng thẳng lên, khí thế trên người cũng theo đó mà cất cao. Phụt phụt phụt, hóa cảnh đỉnh phong, quả nhiên là hóa cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này. Vẻ mặt của nhóm người đứng ở vị trí Hầu gia đều kịch liệt biến đổi. Xác thực đúng như lời Khương Thiên Viễn nói, bọn họ thật sự là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, Khương Thiên Viễn lại có thể đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong chỉ hai ngày trước khi luận võ diễn ra. Chẳng lẽ đây là ý trời? Địa vị của Khương gia tại Kim Lăng, tạm thời vẫn không có người nào có thể dung chuyển được. Hôm nay, bọn họ thật sự đã đứng sai đội rồi sao? Sắc mặt Hầu Vân Sơn đã khó coi tới cực điểm, bên trong ánh mắt chứa đựng sát ý hận không thể hóa thành sấm chớp bao vây rồi đánh chết Khương Thiên Viễn. Bên Ngô gia, vẻ mặt của Ngô Quế cũng biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía nhóm người Khương gia. Trách không được bọn họ lại bày ra bộ dáng nắm chắc phần thắng như vậy, thì ra là do Khương Thiên Viễn đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong. Thật là đáng chết,
mà phần đông gia tộc phú hào đối đầu với hầu gia, đi theo Khương gia bên này thì mặt mày hồng hào, vẻ mặt kích động khó có thể nói nên lời. Bọn họ theo đúng phe rồi, đi theo Khương gia quả nhiên không có sêu. Thực tế tâm trạng của người Khương gia càng kích động hơn hết, ngay cả Khương Chính Hồng, cũng thiếu chút nữa đã kích động nhảy lên tại chỗ. Thật sự là quá hả giận. Trước khi luận võ, bọn đã bị đủ loại ánh nhìn bất thiện, những lời nói mỉa mai bỏ đá xuống giếng nhắm tới không ngừng. Thực tế những người đã từng hợp tác với Khương gia sau lại đào ngũ trốn về phía hầu gia, nhóm người dùng hết sức vùi dập Khương gia, tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể biểu hiện rõ ra quyết tâm cắt đứt với Khương gia của họ, để cho hầu gia trông thấy thành ý của bọn họ. Trong khoảng thời gian này đủ loại phiền muộn đọng lại trong lòng bọn người Khương gia, khiến lồng ngực bọn họ như muốn nổ tung. Mà giờ khắc này, từ lúc lão tổ của bọn họ thể hiện ra thực lực, cũng là lúc những âm ức của Khương gia bọn họ có thể thỏa thích chút đi. Đặc biệt là khi chứng kiến sắc mặt như vừa ăn phải phân của mấy người kia, đã làm mọi người trong Khương gia thoải mái không thôi. Đến đi, tiếp tục mỉa mai đi, tiếp tục bỏ đá xuống giếng đi. Sao biến thành người câm hết rồi? Thực là CMN hả giận. Trên sân khấu luận võ, Hầu Dũng cũng sửng sốt một lát, trên nắm tay truyền đến từng trận đau đớn như nói cho hắn ta biết, đây không phải ảo giác, lão già đối diện thật sự là một vị hóa cảnh đỉnh phong, đủ để chen chân vào top 20 trên tông sư bảng. Mà chính Hầu Dũng chỉ hóa cảnh hậu kỳ, xếp thứ 38 trên tông sư bảng, nếu cứ tiếp tục đánh với Khương Thiên Viễn như vậy, không quá 2 phút nữa chắc chắn sẽ thua. Luận võ còn chưa kết thúc, các người đắc ý cái gì? Này lão già, cho dù ông là hóa cảnh đỉnh phong thì như thế nào, hôm nay đối đầu với bát chỉ tông sư tôi, ông cũng phải thua thôi. Hầu Dũng bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, giống lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy biểu cảm hung ác, lại một lần nữa chủ động phát động công kích, giận dữ hét về phía Khương Thiên Viễn. Chỉ có điều, lúc này đây trên tay phải của hắn ta, lấp ló một cây châm nhỏ có thoa độc dược. Hầu Dũng lần nữa chủ động xuất kích. Đây là hành động ngoài dự đoán của mọi người, bởi những trận đấu như thế này, cơ bản là từ những đòn giao thủ đầu tiên đã có thể phân thăng bại, tiếp tục đánh tiếp chỉ càng ngày càng chật vật. Thế mới là luận võ. Nếu là tỉ thí, trong lúc tỉ thí sử dụng một vài thủ đoạn hèn hạ vẫn có cơ hội đánh bại được đối thủ có tu vi cao hơn mình, thậm chí là đánh chết. Nhưng là luận võ thì không được. Luận võ phải chú ý tới vấn đề công bằng công chính. Nhất là trong tình huống có chấp sự của võ minh làm trọng tài. Hầu Dũng biết rõ tu vi của mình không bằng Khương Thiên Viễn, nhưng vẫn chủ động công kích, làm mọi người cảm giác hắn ta không cam lòng thua nhanh như vậy, nhưng tiếp tục đánh nữa, hy vọng thắng lợi cũng không lớn. Luận võ tạm dừng. Ngay lúc Hầu Dũng lao ra, chấp sự võ minh Tạ Trừ đột nhiên lớn tiếng tuyên bố một câu tạm dừng, làm cho tất cả mọi người ở đây hơi sửng sốt một chút. Hầu Dũng cũng chỉ có thể tạm ngừng bước chân. Chỉ thấy gương mặt nghiêm túc của Tạ Trừ như đang phóng thích hào quang công bằng của chính nghĩa, nói với Hầu Dũng, bây giờ tôi đang hoài nghi trong tay cậu có dấu ám khí, lập tức vươn tay phải của cậu ra cho tôi xem một chút. Vừa rồi hắn ta là người đứng gần Hầu Dũng nhất, cho nên cũng là người phát hiện Hầu Dũng có điểm bất thường trước nhất. Có ám khí. Mặt mũi mọi người xung quanh tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy sắc mặt Hầu Dũng hết sức khó coi, nhưng dưới áp lực của trọng tài, hắn ta chỉ có thể mở bàn tay phải ra, quả thật trong khe hở giữa các ngón xuất hiện một thanh độc châm. Thật sự là có ám khí. Bốn phía một mảnh xôn xao. Hầu Dũng vì muốn thắng được trận luận võ mà không tiếc sử dụng cả thủ đoạn hèn hạ này, thật đúng là mất mặt. Nhưng mà mọi người cũng chỉ thầm nói đôi câu trong lòng mà thôi, bởi bọn họ cũng không dám trêu chọc Hầu Dũng, mặc kệ Hầu Dũng có sử dụng ám khí hay không thì hắn ta vẫn là một tông sư cấp hóa cảnh. Có người nào dám khiển trách một vị hóa cảnh tông sư chứ? Làm vậy cũng không khác gì đi tìm đường chết là mấy. Khương Thiên Viễn híp híp đôi mắt, nói cậu nhóc Hầu gia này, cậu thật đúng là không có võ đức mà. Thế mà cậu cũng dám dùng thủ đoạn hèn hạ này đến đánh lén một lão già như tôi. Lời này vừa thốt ra, trên mặt của người Hầu gia càng thêm âm u. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, vị chấp sự võ minh cũng tốt thật đấy. Giữ vững công chính công bằng để chủ trì trận luận võ này. Rất đáng giá tán thưởng. Nhưng mà bọn họ không biết là, ngay lúc này trọng tài lại tiếp cận chỗ Hầu Dũng, đã dùng âm thanh cực thấp khiển trách một câu, ngu xuẩn. Sau đó trong lúc tịch thu độc,
hắn ta liền chuyển một vật gì đó từ trong tay sang cho Hầu Dũng, lại dùng âm thanh cực thấp kia nói, dược hiệu kéo dài 10 phút, tranh thủ trong 10 phút này kết thúc trận đấu đi. Hầu Dũng tự nhiên cũng hiểu ý của hắn ta, yên lặng siết chặt đồ vật trong tay. Làm xong tất cả động tác trên, Tạ Trừ lại lớn tiếng tuyên bố, Hầu Dũng, nếu như cậu còn dám sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này nữa, lần tới tôi sẽ trực tiếp phán cậu thua đấy, luận võ bắt đầu. Sau khi hiệu lệnh vừa dứt, luận võ lại bắt đầu một lần nữa. Hầu Dũng lúc này đang giả vờ đưa tay lên lau miệng, tranh thủ chuyển vật trên tay vào miệng, nuốt xuống, ngay sau đó sức lực trong cơ thể hắn ta liền điên cuồng dâng cao như núi lửa phun trào. Rượt xoẹt. Hầu Dũng mạnh mẽ dùng sức một chút, y phục trên người đột nhiên nổ, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, từng khối rắn chắc và đều đặn như gạch xây, mỗi một khối cơ bắp đều như ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Khương Thiên Viễn, quên nói cho ông biết, thật ra, mấy ngày trước tôi cũng đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, vừa rồi chỉ là áp chế tu vị để chơi đùa với ông mà thôi. Am! Khí thế trên người Hầu Dũng đột nhiên bộc phát, quả thật như lời hắn ta nói, khí tức đang điên cuồng trào ra là của hóa cảnh đỉnh phong. Cái này triệt để làm mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Thì ra Hầu Dũng cũng đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, chuyện này thật sự làm mọi người rất chấn động. Nhưng bọn họ không biết, đây chỉ là lý do Hầu Dũng tìm đại để biện minh cho hắn mà thôi. Viên đan dược mà trọng tài cho hắn ta, có thể giúp tu vi của hắn tăng lên hóa cảnh đỉnh phong trong vòng 10 phút, sau 10 phút hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tình trạng cả hai có tu vi ngang nhau, Hầu Dũng hắn ta sẽ giải quyết Khương Thiên Viễn trong vòng 10 phút là đủ rồi. Hầu Dũng không lãng phí thời gian, sau khi hét lớn một tiếng, lại lao thăng đến chỗ Khương Thiên Viễn. Lúc này đây thế công của hắn ta, so với trước kia đã tàn nhẫn hơn không ít, sức mạnh bạo phát ra ngoài cũng cực kỳ cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Sau khi giao thủ mấy chiêu, hai người mới đầu còn bất phân thắng bại, nhưng rất nhanh Khương Thiên Viễn đã có chút lép vế, dù sao ông cũng đã gần trăm tuổi, tình trạng thân thể khẳng định không thể sánh bằng thanh niên cường tráng như Hầu Dũng. Quyền sợ trẻ sao, không phải là không có đạo lý, ở độ tuổi thanh niên thì nắm đấm, thể lực là mạnh nhất. Mọi người Khương gia đã khôi phục tinh thần khỏi cơn kích động lúc nấy, từ lúc nghe thấy Hầu Dũng nói hắn cũng là hóa cảnh đỉnh phong, trong lòng mọi người thoáng lột bột một phát, nội tâm bỗng nảy sinh dự cảm bất tường. Lúc này lại thấy lão tổ tông dần dần rơi vào thế hạ phong, thì càng thêm lo lắng. Lục Vân đứng ở chính giữa đám người Khương gia, lông mày thoáng nhíu lại một chút. Hẳn biết rõ, trước đó tu vi của Hầu Dũng chỉ là hóa cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không phải như lời hắn ta nói. Áp chế tu vị gì gì đó, chuyện gì xảy ra khiến tu vị của hắn ta đột nhiên tăng vọt. Lục Vân yên lặng mở ra pháp huyền chân nhấn. Da thịt trên người Hầu Dũng tựa như trong suốt, mạch lạc bên trong hiện lên trước mắt Lục Vân, có thể rõ ràng thấy được nội kình bên trong cơ thể hắn ta đang luân chuyển cuồng bạo hơn rất nhiều so với người bình thường. Đây là cắn dược rồi. Tới đây rồi Lục Vân làm sao có thể không rõ Hầu Dũng đang xảy ra chuyện gì nữa, tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát. Sau đó đưa ánh mắt lên người Tạ Trừ đang tỏ vẻ hết sức công bằng công chính kia, trong nội tâm cười lạnh một cái, thầm nghĩ hắn ta cũng giỏi diễn trò thật. Trên sân khấu, cuối cùng Khương Thiên Viễn không chống đỡ nổi nữa, bị một quyền của Hầu Dũng đẩy lui vài chục bước, khí tức trên thân lập tức sụt giảm. Mà Hầu Dũng lại làm như vẫn còn tức giận vì lúc nấy không địch lại Khương Thiên Viễn, muốn nhân cơ hội này điên cuồng trả thù Khương Thiên Viễn. Cho nên hẳn ta không cho Khương Thiên Viễn chút cơ hội nào để thở dốc, một quyền lại một quyền liên tục tung ra. Phốc! Khương Thiên Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Khương Chính Hồng hét lớn một tiếng nói, cha, Tạ chấp sự, Khương gia chúng tôi nhận thua. Đáng tiếc! Cũng không biết trọng tài có phải cố ý hay không, mà chậm nhịp 3 giây mới chịu hô lên, Khương gia nhận thua, luận võ kết thúc. 3 giây đồng hồ. Đối với người không còn chút lực chống trả nào như Khương Thiên Viễn mà nói, chính là thời gian chí mạng. Hầu Dũng lộ ra sát ý. Hắn ta định lợi dụng 3 giây đồng hồ này để đánh chết Khương gia, không thể để cho Khương gia còn bất cứ cơ hội nào quật khởi. Hắn ta ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cuồng bạo vào một quyền, hướng phía về phía Khương Thiên Viễn đã ngã xuống đất. Ngay tại lúc nhóm người Khương gia vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ mà hét toáng lên, bỗng nhiên một bóng người từ chỗ bọn họ bản thẳng lên sân khấu. Oe nhồ! Một quyền của Hầu Dũng tràn ngập sức mạnh vô cùng cuồng bạo,
mang đến cho mọi người cảm giác chính là một chữ tàn nhẫn. Hắn ta căn bản không tính để lại chút cơ hội nào cho Khương gia. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được điều này, bởi vì lúc Tạ Trừ chuẩn bị hô lên, dừng luận vỡ, Hầu Dũng không những không dừng tay, ngược lại càng điên cuồng mà phát động công kích. Điều này càng làm mọi người cảm thấy Hầu gia không dễ chọc. Về sau ở Kim Lăng nhất định phải chiều theo ý của Hầu gia, bằng không kết cục còn thê thảm hơn Khương Thiên Viễn. Khi mọi người ở đây đều cho rằng sắp có máu bắn ngay hiện trường thì một bóng người bỗng lao ra từ hướng Khương gia, xông lên đài đá, sau đó giơ một tay túm Khương Thiên Viễn ra, đòn công kích của Hầu Dũng cũng thất bại. Nơi này lập tức trở nên yên tĩnh. Thanh niên kia là ai? Khương Thiên Viễn ho ra máu, còn tưởng rằng mình thật sự phải chết dưới nắm đấm của Hầu Dũng, nhìn thấy người cứu mình là ai thì suy yếu nói Tạ. N cứu mạng, của tiền bối. Đừng nói chuyện. Đầu tiên Lục Vân lấy kim châm cứu ra phong bế tâm mạch của Khương Thiên Viễn, khống chế khí huyết đang trôi đi trong thân thể ông, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía Hầu Dũng, nói ông muốn giết người. Sau khi Hầu Dũng tấn công thất bại thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì tình huống vừa rồi là cục diện Khương Thiên Viễn nhất định phải chết, Hầu Dũng không tin nổi có người cứu được Khương Thiên Viễn vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó. Khi nghe thấy Lục Vân chất vấn, trong lòng hắn càng kinh hãi. Người cứu Khương Thiên Viễn còn trẻ như vậy sao? Sau khi ổn định tinh thần, Hầu Dũng cố ra vẻ trấn định mà nói, quyền cước không có mắt, có sống có chết rất bình thường. Ông không nghe thấy Khương gia đã nhận thua. Xin lỗi, khi chiến đấu tôi không thể phân tâm, không nghe thấy âm thanh dưới đài, chỉ cần trọng tài chưa tuyên bố ngừng thi đấu thì tôi không có khả năng dừng tay. Hầu Dũng nói có sách mách có chứng. Lục Vân không hỏi lại hắn ta, mà đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Tạ Trừ. Cười lạnh và nói, con sâu mọt võ minh này thật đủ công bằng công chính. Sắc mặt Tạ Trừ biến đổi, quát, anh nói cái gì? Tôi nói cái gì? Lục Vân tiếp tục cười lạnh, mặt ngoài anh như đang đoạt lại ám khí của Hầu Dũng, kỳ thật là lén đưa một viên đan dược có thể gia tăng tu vi trong nháy mắt cho ông ta, chẳng lẽ đây là cái gọi là công bằng công chính? Tiếng nói của hắn chấn động cả quảng trường, mọi người lập tức xôn xao. Kỳ thật họ đã sớm cảm thấy không thích hợp. Nếu Hầu Dũng thật là đỉnh cao hóa cảnh, mới đầu chỉ áp chế tu vi chơi đùa với Khương Thiên Viễn thì vì sao lúc đánh trả lại sử dụng ám khí? Trực tiếp, tung ra thực lực chân chính không phải được rồi à? Rất nhiều người đã suy đoán có thể Hầu Dũng ăn đan dược nào đó, nhưng dù đoán được thì họ cũng không dám nói ra, thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bởi vì cả họ cũng nhìn ra vấn đề, Tạ Trừ không có khả năng không phát hiện, nhưng hẳn ta lại làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Điều này chứng minh Tạ Trừ căn bản là một bọn với Hầu Dũng. Cả chấp sự võ minh cũng thiên vị như vậy thì làm sao họ dám nhảy ra nghỉ ngờ, làm vậy không phải chê mình sống lâu quá à? Nhưng Khương gia thì khác, họ đã phẫn nộ tới cực điểm. Trong mắt Khương Chính Hồng tràn đầy lửa giận, lớn tiếng nói, Tạ chấp sự, làm phiền cậu giải thích cho chúng tôi nghe, ba tôi không thể bị Hầu Dũng đánh oan uổng thành như vậy được. Tạ Trừ chột dạ. Nhưng lại lập tức cắn răng nói, quả thực là nói bậy nói bạ, anh nói tôi đưa đan dược cho Hầu Dũng, anh có chứng cứ gì? Huống chỉ anh còn tùy tiện xông lên làm nhiễu loạn trật tự khi buổi luận võ chưa kết thúc, anh có biết tội hay không? Giỏi cho một chiêu đánh trống lãng, tránh nặng tìm nhẹ. Rõ ràng là Lục Vân đang chất vấn Tạ Trừ, kết quả lại bị Tạ Trừ chụp mũ ngược lại, nói hắn nhiễu loạn trật tự, thật là cao minh. Hầu Dũng cũng nói, Tạ chấp sự nói không sai. Cậu hoài nghi Tạ chấp sự đưa đan dược cho tôi thì xin lấy chứng cứ ra trước rồi nói, nếu không tôi có thể kiện cậu phỉ báng, còn bôi nhọ nhân viên võ minh nữa. Hai người bắt đầu phản kích. Lục Vân trầm mặc một lát, sau đó bỗng ngẩng đầu liếc nhìn Hầu Dũng một cái, nói cái tôi thấy chính là chứng cứ. Ha ha, thật là buồn cười, nếu tôi nói cậu là hung thủ giết người, tuy rằng không có chứng cứ thực tế, nhưng tôi lại nói thấy cậu giết người. Vậy có phải cũng có thể làm chứng cứ để võ minh truy nã cậu hay không? Hầu Dũng hài hước nhìn Lục Vân và nói. Vốn tưởng rằng Lục Vân sẽ á khẩu không trả lời được, ai biết bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng nói đầy thâm ý, tôi rất bội phục dũng khí của ông, ngoài ra phải nói thêm một câu nữa, lời tiên đoán của ông thật chuẩn. Tiên đoán thật chuẩn? Lời này có ý gì? Hầu Dũng sừng sốt, giây tiếp theo hắn ta đã biết câu nói này có ý gì, bởi vì hẳn ta đã cảm giác. Được cổ mình đột nhiên bị một bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt. Hầu Dũng lập tức kinh hãi, nội kình trong cơ thể điên cuồng dâng trào,
muốn thoát khỏi tay Lục Vân nhưng căn bản không có tác dụng gì. Nội kình của hắn ta như bị một sức mạnh khủng bố áp chế. Răng rác, Hầu Dũng trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng cổ mình đứt gấy, nhưng miệng hắn ta lại nói không ra lời. Nhìn thi thể Hầu Dũng lăn xuống, toàn trường là một mảnh tĩnh mịch. Thanh niên này dám giết Hầu Dũng. Hơn nữa còn giết ngay trước mặt chấp sự Võ Minh. Hắn điên rồi sao? Kỳ thật ngay khi Hầu Dũng quyết định muốn thẳng tay giết Khương Thiên Viễn thì Lục Vân cũng đã nổi lên sát tâm với hắn ta. Người này quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, vừa thấy là biết không phải thứ gì tốt lành, vậy thì Lục Vân chỉ có thể càng ác độc càng tuyệt tình hơn hắn ta. Giết hắn ta không cần thương lượng. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, hai mắt mọi người cũng trừng thật lớn giống như Hầu Dũng đã chết đi. Nhưng trong mắt Hầu Dũng tràn ngập hoảng sợ, mà trong mắt họ lại đầy kinh hãi. Thật là nằm mơ cũng không dám tin chuyện xảy ra trước mắt. Thanh niên không biết từ đâu chui ra này lại trực tiếp giết chết Hầu Dũng như vậy. Hơn nữa còn giết ngay trước mặt chấp sự Võ Minh. Không thể dùng từ cuồng vọng mà phải dùng kẻ điên để hình dung hắn, một kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Bọn họ đã xem nhẹ một điều, đó chính là vì sao? Lục Vân còn trẻ như vậy lại có thể giết chết Hầu Dũng tu vi hóa cảnh dễ như trở bàn tay, cảm giác đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ chính là thằng danh này điên rồi. Làm vậy là đối nghịch với Võ Minh. Nhãi danh, lão phu muốn bầm thây mày ra vạn mảnh. Ở hướng Hầu gia, một bóng người bỗng gào giống sông lên đài đá, toàn thân tràn ngập sát ý khủng bố. Đó là Hầu Vân Sơn, lão tổ tông của Hầu gia. Ông ta sắp điên rồi, nhưng là tức đến điên, hai mắt đã phủ kín tơ máu đỏ tươi, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Lục Vân. Hầu Dũng là hy vọng của Hầu gia bọn họ, họ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy chục năm là vì chờ có ngày quay trở lại Kim Lăng. Nhưng ngay hôm nay, hy vọng của Hầu gia bị một tên côn đồ cả gan làm loạn không biết từ đâu xuất hiện bóp chết. Sao Hầu Vân Sơn có thể không điên? Ông ta gào giống lao về hướng Lục Vân, nhưng lúc này lại thấy Lục Vân lạnh nhạt nhìn quét tới, căn bản không thấy hắn có hành động gì, nhưng Hầu Vân Sơn bỗng kêu thảm thiết một tiếng. Còn chưa chạm vào góc áo của Lục Vân thì đã văng mạnh ra ngoài. Thật là khí thế khủng khiếp. Tạ Trừ thấy cảnh này thì đồng tử đột nhiên rung mạnh, nhưng thân phận của hắn ta là chấp sự Võ Minh, không thể không cố gượng mà nói, các hạ, anh có biết hành vi hiện tại của mình sẽ mang đến hậu quả gì không? À, hậu quả gì? Lục Vân lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái. Trái tim Tạ Trừ như ngừng đập vào giờ khắc này, nhưng rất nhanh lại đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Nói anh đang đối nghịch với Võ Minh, anh sẽ bị Võ Minh truy nã. Hắn ta nói xong thì yên lặng nhìn Lục Vân, hy vọng Lục Vân lạc đường biết quay lại. Ai ngờ Lục Vân lại khẽ cười một tiếng và nói, chỉ là một Võ Minh, tôi cũng chẳng để vào mắt, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, công bằng công chính mà các người luôn miệng nói đang ở đâu. Hắn lại trở về tới đề tài trước đó lần nữa, Tạ Trừ trầm mặc một lát, nhưng lần này không giải thích mà lại phức tạp nói. Người anh vừa giết chết là đệ tử của Hàn Hộ Pháp. Hàn Khải, lãnh đạo trực tiếp của Tạ Trừ, hộ pháp của Võ Minh khu Đông Hải, đây là nguyên nhân khiến Tạ Trừ thiên vị. Đám người chung quanh nghe thấy lời này thì thân thể lại run lên kịch liệt lần nữa. Thì ra Hầu gia trở về Kim Lăng còn có Võ Minh đứng sau lưng ủng hộ, khó trách thế tới rào rạt như vậy. Lần này thanh niên không biết lai lịch kia thật sự gây đại họa rồi. Mọi người trong Khương gia nghe thấy những lời này thì lập tức mặt xám như cho tàn. Vốn tưởng rằng lão tổ tông đột phá đến đỉnh cao hóa cảnh là trời phù hộ Khương gia bọn họ, lại không nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu kiếp nạn, so với Hầu gia, Võ Minh mới là thế lực khủng bố nhất. Chẳng lẽ lần này thật là trời muốn Khương gia chết? Giờ khắc này, mọi người dán mắt nhìn lên đài đá, dừng trên thanh niên cả gan làm loạn kia, bọn họ rất muốn biết. Sau khi biết được Hầu Dũng là đệ tử của hộ pháp Võ Minh thì hắn sẽ phản ứng như thế nào? Là hoảng sợ, hay quỳ xuống đất xin tha? Đều không phải. Lục Vân vẫn bình tĩnh nói, hộ pháp Võ Minh. Đúng không, tôi cũng muốn xem ông ta có thể làm. Gì tôi, nể tình anh bị người ta sai khiến, cái tát này. Coi như trừng phạt đối với chuyện anh thiên vị, tiếng nói vừa dứt. Chát. Một cái tát lanh lảnh vang dội trực tiếp đánh cho Tạ Trừ xoay tròn tại chỗ, căn bản không thể né tránh. Ồ, bốn phía lại vang lên tiếng hít ngược lần nữa. Hai mắt mọi người đều như căng nứt vào giờ phút này,
Kinh hãi trong lòng như sóng gió động trời hoàn toàn bao phủ họ, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt điên cuồng đánh úp lại. Sau khi biết rõ hậu trường của Hầu gia là hộ pháp Võ Minh, hắn không những không thu lại mà nỉ còn tát một cái vào mặt Tạ Trừ, còn nói đây là trừng phạt. Thanh niên này thật sự là kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Lục Vân căn bản không có để ý tới suy nghĩ của mọi người chung quanh, tát xong Tạ Trừ thì hắn nhảy xuống đài đá, nói với Khương Chính Hồng, bế ba của ông lên, chúng ta về Khương gia trước, tôi phải châm cứu cho ông ấy. Khương Thiên Viễn bị nội thương, hơn nữa đã lớn tuổi, nếu không kịp thời tiến hành trị liệu thì hậu quả không dám tưởng tượng. Khương Chính Hồng còn chưa tỉnh táo lại từ tình cảnh vừa rồi, trong đầu đang ong ong gọi bậy, nghe Lục Vân nói vậy thì giống như con rối mà gật gật đầu, sau đó ôm ba mình rời đi theo Lục Vân. Bốn phía lập tức vang lên từng tiếng nói nhỏ khe khẽ. Thì ra thằng nhãi này là người của Khương gia, khó trách che chở Khương gia như vậy. Khương gia bọn họ có cao thủ như vậy thì vì sao ban đầu không trực tiếp để hắn lên sân khấu? Phỏng chừng là Khương Thiên Viễn đạt tới đỉnh cao hóa cảnh, bọn họ cho rằng nhất định sẽ thắng, ai biết lại to chuyện như vậy, chỉ có thể trách Khương gia xui xẻo. Khương gia thật sự xui xẻo, thằng nhãi kia phạm tội lớn như vậy, thật cho rằng Khương gia họ có thể thoát được trách nhiệm sao? Những tiếng bàn tán này nhanh chóng truyền tới tai đám người Khương Thừa Nghiệp, Khương Thừa Nghĩa, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Sao họ không biết tuy đã giải quyết vấn đề của Hầu gia, nhưng Khương gia lại rước lấy một kẻ địch càng khủng bố Võ Minh. Căn cứ Võ Minh khu Đông Hải, phòng hội nghị, một hội nghị bàn tròn đang được tiến hành. Minh chủ Cố Trường Hưng nói, Lạc Minh chủ, chúng ta đã hiểu đại khái tình huống về tội phạm truy nã này, hắn là người biến dị, độ nguy hiểm thuộc cấp S, sau khi chạy trốn từ khu Hoa Trung các cô tới khu Đông Hải thì liên tục giết hại ba người, thân thể ba nạn nhân đều bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ còn cái đầu còn hoàn chỉnh. Đối diện anh ấy có một cô gái mặt mộc ngồi ngay ngắn. Cô không trang điểm nhưng không ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt sắc của mình, mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể lập tức nhìn ra tỷ lệ dáng người của cô rất hoàn mỹ, từ bộ ngực sữa đến vòng eo liễu, lại đến hai chiếc đùi khép lại dưới bàn, mỗi bộ phận đều hết sức cân đối. Cô gái này chính là chị bảy của Lục Vân Lạc Ly. Chỉ thấy vẻ mặt cô rất nặng nề, nhíu chặt mày liễu. Xoa xoa giữa mày và nói, thủ đoạn của tội phạm truy nã lần này rất hung tàn, không bắt được hắn ở khu Hoa Trung là do tôi thất trách. Cố Trường Hưng nói, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp Lạc Minh chủ bắt lấy hung đồ, căn cứ vào chấp pháp giả phía dưới báo cáo, cơ bản đã khóa lại khu vực mà hung đồ có khả năng hoạt động, sắp bắt giữ hắn về điều tra rồi. Lạc Ly thở dài và nói, hy vọng như thế đi, chỉ mong đừng xuất hiện nạn nhân nào nữa. Hội nghị tiến hành được một nửa thì một người đàn ông chừng 50 tuổi đột nhiên đứng lên và nói, xin lỗi, Minh chủ, Lạc Minh chủ, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Cố Trường Hưng gật gật đầu. Ông ta bước nhanh rời khỏi phòng hội nghị, đi ra hành lang bên ngoài rồi nhấn nút nghe, tôi đang mở họp, anh gọi điện thoại đến vào lúc này là có chuyện gì? Giọng nói ông ta rất nghiêm túc. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói rất vội vàng, Hàn Hộ Pháp. Trận luận võ giữa Hầu gia và Khương gia xảy ra chuyện rồi. Người gọi đến chính là Tạ Trừ. Mà người nghe máy lại là hộ pháp Võ Minh của căn cứ khu Đông Hải, Hàn Khải. Chuyện gì mà còn nghiêm trọng hơn sự kiện người biến dị lần này, anh không biết động não giải quyết sao? Trong thanh âm Hàn Khải lộ ra một tia phẫn nộ, ông ta quát. Tạ Trừ cười khổ, chuyện lần này tôi thật sự không thể giải quyết. Đệ tử của ngài Hầu Dũng, đã chết. Cả tôi cũng suýt chết trong tay đối phương. Cái gì? M lượng của Hàn Khải đột nhiên tăng lên vài phần, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng họp rồi vội vàng bước đi xa một chút, sắc mặt âm trầm nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ là Khương Thiên Viễn làm? Khương gia lấy lá gan từ đâu ra mà dám khiêu khích Võ Minh? Không phải, hung thủ là người khác. Tạ Trừ nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra, Hàn Khải nghe xong thì cả người run rẩy, cả giận anh nhìn chằm chằm ở đó. Tôi lập tức dẫn người qua, tôi cũng muốn xem lai lịch của thằng nhãi kia thế nào mà dám đối nghịch với Võ Minh. Ông ta tắt máy, do dự một chút rồi quyết định tạm thời không cần quấy nhiễu Minh chủ, ông ta tự động dẫn một đám chấp pháp giả hỏa tốc chạy tới Khương gia. Hầu Dũng là đệ tử của ông ta, tuy không có chức vụ ở Võ Minh, nhưng Hàn Khải lại rất coi trọng hắn ta, lúc trước thu Hầu Dũng làm đồ đệ là vì nhìn chúng thiên phú tu võ của hắn. Mà Hầu Dũng cũng không phụ kỳ vọng của ông ta. Không đến 40 tuổi đã đạt tới hóa cảnh hậu kỳ. Có thể nói đây là đệ tử làm ông ta đắc ý nhất.
Lần này Hầu Gia và Khương Gia luận võ, vì tránh hiềm nghỉ mà ông ta không đích thân đi đến quảng trường luận võ, chỉ phái Tạ Trừ đi qua, ai biết lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hung thủ giết chết Hầu Dũng là Đăng và mặt Hàn Khải này. Khương Gia đã bị một đám người vây quanh chật như nêm cối. Trừ chấp sự võ Minh Tạ Trừ và thủ hạ chấp pháp giả của hắn ta ra, còn có một ít thành viên gia tộc hào môn Kim Lăng, họ đang chờ xem kịch vui, hơn nữa trong lòng trừ vui sướng khi người gặp họa ra thì còn mừng thầm. Lần này Hầu Gia trở lại Kim Lăng thật sự quá cứng rắn, đặc biệt là tin về một nhà hai tông sư đã làm mọi người sợ nát gan. Cách làm sáng suốt nhất của bọn họ chính là kịp thời đầu quân vào Hầu Gia, nhưng đây thật sự là điều bọn họ muốn nhìn thấy nhất sao? Chưa chắc. Nếu có cơ hội làm chủ nhân thì ai muốn chạy đi làm nô lệ cho người khác. Hầu Dũng chết cũng là chuyện tốt đối với những hào môn chỉ phụ trách chọn phe như bọn họ, hơn nữa lần này Khương gia trêu chọc võ minh tuyệt đối sẽ gặp phải chế tài nghiêm khắc. Có nghĩa là lần này hai nhà Khương Hầu luận võ đã trực tiếp làm tổn hại cả hai bên, đây là chuyện các gia tộc hào môn khác rất thích nhìn thấy. Giờ phút này ở đại sảnh Khương gia, mọi người đều mang tâm tình áp lực, vẻ mặt nặng nề. Tình huống này còn tuyệt vọng hơn lúc trước Khương Thiên Viễn chưa đột phá đến đỉnh cao hóa cảnh mà lại phải đối mặt với sự khiêu khích của Hầu Gia. Thua luận võ thì hậu quả nghiêm trọng nhất chính là Khương Gia giao ra 9 phần tài sản, từ đây rời khỏi Kim Lăng. Nhưng lần này đắc tội hộ pháp võ minh, kết cục thật sự rất khó dự đoán trước được. 3. Rốt cuộc người giết chết Hầu Dũng từ đâu tới, lần này hẳn giết Hầu Dũng, còn tát chấp sự võ minh một cái. Thật là gây chuyện thị phi mà người nói chuyện là con trai cả của Khương Chính Hồng Khương Thừa Nghiệp, trong giọng nói tràn ngập ý trách cứ. Cậu hai Khương Thừa Nghĩa cũng nói, đúng vậy, ba, người này xuống tay thật không biết nặng nhẹ, cho nên mới trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Khương gia chúng ta. Hay còn đi ra ngoài nói với chấp sự võ minh là hắn không liên quan gì đến Khương gia. Khương Dung thở dài và nói, hiện tại tên khốn Ngô Quế kia nhất định cười thực vui vẻ. Nghĩ đến cái mồm của anh ta là con đã cảm thấy ghê tởm. Mấy hậu bối còn lại của Khương gia cũng mồm năm miệng 10, đại khái là muốn để y Lục Vân gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn, xem có thể tìm được con đường sống hay không. Khương Chính Hồng ngồi trên chủ vị đại sảnh, nghe đám người phía dưới ríu rít thì sắc mặt xanh mét, sau đó đột nhiên vỗ mạnh bàn rồi cả giận quát, đều câm miệng cho tôi. Lục tiền bối là ân nhân của Khương gia. Nếu không có Lục tiền bối thì lão tổ tông sớm đã chết trong tay Hầu Dũng. Cho dù là hiện tại, Lục tiền bối cũng đang chữa thương cho lão tổ tông ở sân sau, nhưng đám vong ân phụ nghĩa tụi bây còn muốn đẩy Lục tiền bối ra để tự bảo vệ mình, nếu Lục tiền bối nghe thấy lời này thì sẽ thất vọng buồn lòng đến mức nào. Tụi bây không xứng làm hậu bối của Khương gia. Ở sân sau Khương gia, Lục Vân đã châm cứu xong cho Khương Thiên Viễn. Sắc mặt Khương Thiên Viễn đỡ hơn một chút. Nhưng sau đó lại cười khổ và nói, tiền bối, cảm ơn ân cứu mạng của ngài, nhưng lần này ngài thật sự không cần làm như thế. Lục Vân không nói gì. Khương Thiên Viễn tiếp tục nói, tôi đã già rồi, cũng đã sống đủ, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng tiền bối, ngài còn trẻ như vậy, tôi thật sự không muốn nhìn thấy. Khụ khụ, hình như ông đã nhận định Lục Vân không trốn khỏi kiếp nạn này, vẻ mặt vô cùng bị ai, nói xong lời cuối cùng thì ho khan dữ dội. Lúc này rốt cuộc Lục Vân cũng nói chuyện, yên tâm đi, một hộ pháp võ minh còn không làm gì được tôi, lần này không chỉ tôi không có việc gì, Khương gia các người cũng không sao, hiện tại kẻ nên cảm thấy hoảng loạn là hộ pháp họ Hàn kia. Lục Vân trông có vẻ rất trấn định, thậm chí trong mắt còn lập lòe một tia sắc bén. Khương Thiên Viễn không rõ nguyên do. Lục Vân lại không giải thích thêm mà võ võ bờ vai ông và nói, ông bị nội thương. Tuy tôi đã châm cứu nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian mới khôi phục được, chờ ông ngủ một giấc dậy thì tất cả đều kết thúc. Nói xong thì hắn rời khỏi sân sau Khương gia, đi vào đại sảnh, vừa vặn gặp phải Khương Chính Hồng đang nổi trận lôi đình. Thấy hắn xuất hiện ở đại sảnh, những tiểu bối Khương gia đều rụt cổ lại, không dám đối diện với Lục Vân, bởi vì họ biết những lời nói vừa rồi nhất định đều bị Lục Vân nghe thấy. Khương Chính Hồng cũng ngừng tức giận mắng. Cung kính đi đến trước mặt Lục Vân và nói, Lục tiền bối, sức khỏe ba tôi thế nào rồi? Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục tiền bối, vừa rồi đám tiểu bối chỉ ăn nói bậy bạ, ngài đừng để trong lòng, ngài vì Khương gia mới đắc tội võ minh, lần này dù thế nào thì Khương gia cũng đứng về phía ngài.
Lục Vân nhìn thật sâu vào mắt Khương Chính Hồng, vui mừng nói, ông lão chết tiệt ông nhìn như rất ngoan cố, không ngờ lại khá nghĩa khí, cũng coi như lần này không giúp sai người. Lục tiền bối quá khen, tôi vẫn phải có chút nguyên tắc làm người này. Lục tiền bối, ngài muốn đi đâu? Khương Chính Hồng còn chưa nói xong thì đã thấy Lục Vân đi ra ngoài cửa Khương gia, trong lòng lập tức quính lên, cũng đi theo. Lục Vân lạnh nhạt nói, tôi đi ra ngoài gặp hộ pháp võ minh kia, ông lão, ông an tâm ở lại phòng khách đi, chỉ cần có tôi ở đây thì không ai dám khai đao với Khương gia các người. Không được, Lục tiền bối tôi đi với ngài. Ba, không thể. Khương Thừa Nghiệp vừa mở miệng thì đã bị Khương Chính Hồng tát một cái lên mặt, phẫn nộ quát câm miệng, thằng hèn mày. Nói xong, ông ấy đi theo Lục Vân ra khỏi Khương gia. Bên ngoài, đám đông chen chúc. Hàn Khải dẫn số lượng lớn chấp pháp giả nổi giận đùng đùng đi tới, mọi người thấy dáng vẻ lửa giận ngập trời của ông ta thì trái tim run rẩy, sau đó liền vui sướng khi người gặp họa. Lần này Khương gia thật sự xong rồi. Ngô Quế cũng cười rất vui vẻ, may mà mình kịp thời phân rõ giới hạn với Khương gia, bằng không Ngô gia thật sự không chịu nổi lửa giận của Võ Minh. Tạ Trừ cung kính chạy qua và nói, hộ pháp, hung đồ còn ở Khương gia, người của chúng ta đã nhìn chăm chăm hẳn. Hàn Khải âm trầm gật gật đầu, vẫy tay quát với các chấp pháp giả phía sau, đi vào bắt người, nếu ai dám phản kháng thì giết chết không hỏi tội. Tuân lệnh. Trong lúc chấp pháp giả chuẩn bị vọt vào Khương gia thì một bóng người tuấn tú bỗng bước ra, không cần, tôi tự đi ra. Lục Vân chấn định tự nhiên, bước chân thong dong bình thản. Mọi người thấy vậy thì không khỏi kinh hãi, thầm nói thằng nhãi này thật sự can đảm hơn người, cho dù đối mặt với hộ pháp Võ Minh vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng có ích lợi gì đâu. Cái này không đơn giản là đối mặt với một hộ pháp Võ Minh, mà là trực diện với căn cứ Võ Minh khu Đông Hải, thậm chí là toàn bộ Võ Minh Long Quốc, nếu chọc giận những cao thủ tuyệt đỉnh Tổng Minh Kinh Thành thì thật sự hết cứu. Thấy Lục Vân bình tĩnh đi ra, Hàn Khải hơi nheo. Mắt lại, lập lòe ra tia sáng lạnh lẽo, tiếp theo ra lệnh cho chấp pháp giả bốn phía, be lấy hung đồ này. Tạch! Hơi lạnh đột nhiên bùng nổ. Tất cả chấp pháp giả Võ Minh đều lao tới gần Lục Vân, nhưng lúc này lại thấy Lục Vân khinh miệt cười, miệng quát một tiếng, làm càn. Que nhồ. Trong phút chốc, tất cả chấp pháp giả đều run lên, mà những hào môn kim lăng xem diễn đang lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa thì khí huyết đảo ngược, trực tiếp phun máu, hoảng sợ lui ra phía sau. Khương Chính Hồng vừa bước ra khỏi ngạch cửa Khương gia thì lập tức bị tiếng giống này dọa ngã nhào. Uy thế của một tiếng giống lại đáng sợ như thế đây rốt cuộc là người khủng bố như thế nào? Khóe mắt mọi người như muốn nứt ra. Lục Vân chậm rãi đi qua đông đảo chấp pháp, giả như bước vào chốn không người, căn bản không ai dám ra tay, hoặc có thể nói những chấp pháp giả bọn họ đều bị khí thế của Lục Vân dọa choáng váng. Trong nháy mắt, Lục Vân đã chạy tới trước mặt Hàn Khải, con người đen nhánh nhìn chăm chú vào ông ta, lạnh nhạt mở miệng hỏi ông chính là Hàn Hộ Pháp. Chỉ một câu lơ lỏng bình thường như vậy lại đột nhiên làm Hàn Khải biến sắc, kinh hãi nói, sao lại có khí thế khủng bố như vậy, chẳng lẽ cậu là một tôn giả, hoặc có thể gọi là tôn giả cảnh, là cấp bậc cao hơn tông sư hóa cảnh một tầng. Vừa rồi Lục Vân chỉ khế quát một tiếng đã làm khí huyết của mọi người cuộn trào, ngay cả Hàn Khải đã hóa cảnh cũng không thể nhúc nhích. Nếu Lục Vân không phải tôn giả thì sao có thể phóng ra khí thế khủng bố như vậy? Chỉ là, sao lại có tôn giả tuổi trẻ như vậy được? Hàn Khải cảm thấy kinh hãi, trái tim ông ta như muốn căng nổi. Tôi hỏi, ông có phải là Hàn Hộ Pháp không? Lục Vân lại là nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu, rõ ràng giọng điệu không có biến hóa gì, nhưng lại làm Hàn Khải run lên, hô hấp như ngừng lại vào thời khắc này. Tôi là Hộ Pháp của căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải, Hàn Khải. Hàn Khải ép kinh hãi trong lòng xuống, trả lời. Hầu Dũng, có phải đệ tử của ông không? Lục Vân hỏi lại. Phải. Có phải trong trận luận võ của Khương gia và Hầu gia lần này ông đã lạm dụng chức quyền để làm việc tư không? Lục Vân hỏi lại. Phải. Đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lục Vân, Hàn Khải đường đường là hộ pháp của Vũ Minh, vẫn bị dọa sợ. Lục Vân hỏi cái gì ông ta liền trả lời cái đó. Tựa như lúc này đây Hàn Khải mới là tội phạm truy nã, mà Lục Vân tức thì đã trở thành người thẩm vấn kiêm luôn chức quan phán quyết. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, đám người lúc trước bị khí thế khủng bố của Lục Vân đẩy lui vẫn không dám tới gần, nhưng người nào cũng đứng đó dựng thẳng lỗ tai nghe lén.
Khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì nguyên đám người đồng loạt trưng ra vẻ mặt cổ quái. Mặc dù từ lúc Tạ Trừ nói ra chuyện Hầu Dũng là của Hàn Khải, bọn họ cũng đã có suy đoán, trong trận luận võ này Hàn Khải nhất định sẽ nhúng tay vào, nhưng khi lời này xuất ra từ chính miệng của Hàn Khải lại mang một ý nghĩa khác. Sau một lúc hồn bay phách lạc, Hàn Khải mới ý thức được vấn đề này, khuôn mặt lập tức biến sắc, nói, tên nhãi danh kia, cậu đã thi triển yêu thuật gì với tôi? Ông ta thẹn quá hóa giận, muốn đem lời mình vừa nói, quy tội thành Lục Vân sử dụng yêu thuật để lấp liếm cho qua. Lục Vân thất vọng lắc đầu nói, ông thật sự đúng là gan to bằng trời. Ầm. Sau khi tiếng nói vừa dứt, một cước nhanh như chớp hung hăng đá vào phần bụng của Hàn Khải, làm ông ta quỳ nằm rạp trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Đám người xung quanh lập tức hóa đá. Bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy người nào có gan lớn như vậy. Ngay cả hộ pháp của Vũ Minh cũng dám đánh. Không lẽ là Ha cho rằng, chỉ bằng một mình hẳn cũng có thể đối đầu với toàn bộ Vũ Minh Trung Quốc. Khương Chính Hồng vừa mới đứng lên từ chỗ cánh cửa, trông thấy hành động của Lục Vân, bị dọa đến mức xém chút nữa đã bước hụt chân ngã thẳng xuống đất. Đám người Khương Thừa Nghiệp và Khương Thừa Nghĩa đang đi theo ra ngoài, kịp thời đỡ lấy Khương Chính Hồng, chứng kiến hành vi của Lục Vân, làm sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Cái họa này, thật sự là càng quậy càng lớn. Có phải kế tiếp, mặt của Minh chủ Vũ Minh hắn cũng đánh luôn hay không? Nhóm người Khương gia không dám nghĩ tiếp nữa. Khương Thừa Nghiệp vẻ mặt sợ hãi xông ra ngoài, quỳ gối trước mặt đám viên chấp pháp Vũ Minh, hoảng sợ nói, các vị đại nhân, chuyện này thật sự không liên quan gì tới Khương gia chúng tôi, tất cả chuyện này đều do một mình tên côn đồ họ Lục này gây nên, xin chư vị đại nhân rộng lượng bỏ qua cho Khương gia chúng tôi. Khương Chính Hồng phần nộ quát, tên vô dụng kia, mày đúng là đồ hèn nhát, Khương Chính Hồng tao làm sao? Có thể sinh ra đứa con như mày chứ? Cha, mặc kệ cha có mắng con như thế nào, mắng con là đồ hèn nhát cũng được, mang con vong ân phụ nghĩa cũng tốt, hôm nay con nhất định phải tỏ rõ lập trường của mình, Khương gia chúng ta không dính dáng gì đến tên côn đồ này, tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều do chúng a bị tên côn đồ này lừa, chúng ta cũng là người bị hại. Đúng. Anh cả nói đúng đó cha, cha không thể vì một chút nghĩa khí kia mà đẩy toàn bộ Khương gia chúng ta vào. Đầu sôi lửa bỏng, chúng ta cùng tên côn đồ này thật không có chút quan hệ nào hết. Cậu hai Khương gia, Khương Thừa Nghĩa nói xong cũng bắt chước theo Khương Thừa Nghiệp, nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt đám viên chấp pháp. Con đã gả cho Ngô Quế, con là người của Ngô gia, chuyện lần này, con không biết gì cả. Khương Dung thất tha thất thểu chạy về hướng Ngô gia. Bộ dạng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với Khương gia. Ngô Quế cười lạnh nói, Khương Dung, không phải cô nói muốn ly hôn vì sao? Sao giờ lại biến thành người của Ngô gia chúng tôi rồi? Tốc độ lật mặt của cô cũng nhanh quá đấy. Chồng à, anh nói gì vậy, em nói muốn ly hôn với anh hồi nào? Mấy lời đó đều là nói nhảm, chồng đừng để trong lòng. Không ly hôn cũng được, tối nay về cô nằm sấp trên trường học tiếng chó sủa cho tôi. Những thành viên quan trọng của Khương gia, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì cũng là lâm trận đào ngũ, những người còn đứng lại đều là những người. Còn chút lương chi, Khương Chính Hồng chứng kiến hết thảy thì tức giận đến mức suýt chút thổ huyết bỏ mình, thân hình già nua kịch ệt run rẩy, nói, các người thật sự là nổi sỉ, ép nhục của Khương gia mài. Lục Vân quay đầu lại nhìn Khương Chính Hồng, lão đầu, xem ra mấy đứa con cháu này của ông không thừa hưởng được chút cốt khí nào của ông cả. Mặc dù là câu khen ngợi, nhưng Khương Chính Hồng nghe xong không thấy cao hứng chút nào. Lúc này Hàn Khải mới lấy lại sức sau một cước vừa rồi, sắc mặt vô cùng khó coi nói cậu là tội phạm truy nã cấp SSS của Vũ Minh, giờ tôi sẽ trở về xin tổng bộ ở Kinh Thành trợ giúp, mà Khương gia cũng xử cùng tội danh. Ầm ầm, những lời này đối với đám người Khương gia mà nói, phảng phất như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của bọn họ. Tội phạm truy nã cấp SSS. Đây là lệnh truy nã cấp cao nhất của Vũ Minh. Hay nói cách khác, cũng là hình phạt nặng nhất. Khi các cường giả tôn giả cảnh trở lên ở Tổng Minh Kinh Thành ra tay, chắc chắn Lục Vân sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa. Khương gia lần này cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tội phạm truy nã cấp SSS. Lục Vân nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên lộ ra thần sắc bi ai lắc đầu nói, thì ra cái gọi là công bằng chính. Nghĩa của Vũ Minh các người là như thế này,
hôm nay xem như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Rõ ràng là Hàn Khải làm việc tư trái pháp luật trước, kết quả bây giờ Lục Vân lại biến thành tội phạm truy nã cấp SSS. Hắn vất vả khổ cực dẫn đầu các tướng sĩ thủ hộ biên cảnh, đẩy lui vô số cường giả địch quốc, khiến các tổ chức tu võ trên thế giới không dám bước nửa bước vào Trung Quốc, cuối cùng không ngờ, hắn vất vả thủ hộ Giang Sơn để nuôi dưỡng ra đám sâu mọt như thế này. Xem ra Vũ Minh đang rất cần một người tới quét sạch. Ánh mắt Lục Vân lạnh như băng nhìn chăm chú lên người Hàn Khải, nói, muốn liệt tôi vào tội phạm truy nã cấp. SS sao, đúng là một ý tưởng không tồi, tôi sẽ đi với ông tới căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải một chuyến, gặp minh chủ của bọn ông. Tôi cũng muốn nhìn xem người cầm đầu các ông là đại biểu cho chính nghĩa, hay sẽ tiếp tay che giấu cho dã tâm của các ông. Nếu như các người có bản lĩnh, có thể kêu mấy người ở Tổng Minh Kinh Thành đến đây. Hôm nay Lục Vân tôi sẽ an vị tại sảnh tư pháp của căn cứ Vũ Minh này, chờ đợi sự trừng phạt cao nhất của các người. Dẫn đường. Giọng nói của Lục Vân như sấm, tràn đầy uy nghiêm, khiến Hàn Khải và những người khác lúng túng, nhưng ngay sau đó Hàn Khải trầm giọng hét lên, để hai viên chấp pháp ở đây canh chừng, còn lại, theo tôi về căn cứ Vũ Minh. Mặc dù không biết thằng nhãi này lấy từ đâu ra tự tin như vậy, nhưng nếu hắn muốn tự mình đưa đầu vào thì ông ta chỉ có thể thực hiện giúp hẳn thôi. Sau khi đám người Vũ Minh và Lục Vân rời đi, vô số người ăn dưa bở cũng sôi sục theo. Thật là đáng sợ. Mọi thứ xảy ra hôm nay hoàn toàn có thể diễn tả bằng hai từ đáng sợ. Thằng nhãi kia, lấy đâu ra tự tin cho rằng một mình hắn có thể chống lại Vũ Minh, hơn nữa còn chủ động đến khu Đông Hải gặp minh chủ Vũ Minh, đây không phải là tự mình răng bẫy cho mình sao? Ngay sau đó, bọn họ lại nhìn về phía các thành viên của Khương gia. Trên mặt lộ ra vẻ hả hê hoàn toàn không thể che giấu được, lần này đám người Khương gia rất có khả năng sẽ bị ném vào ngục tối của Vũ Minh, vĩnh viễn không được trông thấy ánh sáng ban ngày. Khương gia đã hoàn toàn kết thúc, các viên chấp pháp đã rời đi, Lục Vân cũng đã rời đi, nhưng một hồi lâu trôi qua mấy người xung quanh họ vẫn chưa chịu rời đi. Bọn họ tin rằng không bao lâu nữa Vũ Minh sẽ đưa phán quyết. Khương Thừa Nghĩa tái mặt, nói anh, chúng ta hãy trốn khỏi Kim Lăng thôi. Em không muốn dành phần đời còn lại của mình trong ngục tối. Em không muốn, thì anh muốn chắc. Đắc tội với Vũ Minh, em nghĩ mình có thể dễ dàng trốn thoát như vậy sao? Khi nghe Khương Thừa Nghiệp nói lời này, tất cả mọi người trong Khương gia đều sinh ra lòng tuyệt vọng, liên tục. Đem Lục Vân ra mắng. Đều do thứ đáng chết đó. Khu Đông Hải, căn cứ Vũ Minh, hội nghị bàn tròn kết thúc. Cố Trường Hưng sánh vai cùng Lạc Ly đi ra ngoài. Trong miệng còn đang nói về dị nhân, thì Hàn Khải và đám viên chấp pháp vội vã quay lại, trên khuôn mặt trần đầy vẻ tức tối và buồn bực. Cố Trường Hưng cau mày và hỏi, Hàn hộ pháp, vừa rồi chúng ta mới tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, tại sao cậu lại rời đi lâu như vậy? Còn mang đi nhiều viên chấp pháp như thế? Hàn Khải sải bước trước mặt Cố Trường Hưng và nói, khởi bẩm minh chủ, lần này tôi gặp một người còn nguy. Hiểm hơn dị nhân, tôi nghĩ có thể liệt vào tội phạm truy nã cấp SSS. Tội phạm truy nã cấp SSS. Trong lòng Cố Trường Hưng và Lạc Ly đều cả kinh. Cố Trường Hưng thể hiện vài phần nghiêm túc, nói, lệnh bắt giữ cấp SSS là lệnh bắt giữ cấp cao nhất của Long Quốc Vũ Minh, không thể chỉ vì một câu nói mà tùy tiện hạ xuống được, đầu tiên phải trình bày rõ trước Tổng Minh, đối phương là loại người gì. Ngay cả những dị nhân xấu xa cũng chỉ là tội phạm truy nã cấp S, cấp SSS, nếu so với dị nhân thì chắc chắn phải hung ác gấp 10, hoặc gấp 100 lần. Cố Trường Hưng phải thận trọng, Hàn Khải nói, đối phương là tôn giả cảnh. Cái gì, tôn giả cảnh? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi, Cố Trường Hành đương nhiên cũng không ngoại lệ, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hỏi, tình hình thế nào, hãy nói rõ chi tiết. Ở Kim Lăng, vốn dĩ hôm nay Hầu Gia và Khương Gia luận võ, kết quả đột nhiên xuất hiện một người ngang nhiên nhiễu loạn trật tự buổi luận võ, chỉ vì vài điểm bất đồng nhỏ, mà giết cả Hầu Dũng. Hơn nữa hoàn toàn không đặt Vũ Minh ở trong mắt, hắn thậm chí còn la hét nói muốn tiêu diệt cả Vũ Minh. Cố Trường Hưng nói một cách dứt khoát quát lên, muốn tiêu diệt Vũ Minh. Hừ, gan thật, hẳn thật sự cho rằng mình là tôn giả cảnh thì có thể coi trời băng vung sao. Mặc dù dựa vào lời Hàn Khải kể lại, thì tên tôn cảnh kia chỉ giết một mình Hầu Dũng, cũng không tính là tàn nhẫn, nhưng ngược lại đối phương lại nói năng ngông cuồng, nói muốn tiêu diệt cả Vũ Minh. Đây rõ ràng là khiêu khích lớn nhất đối với Vũ Minh. Kết hợp với tu vi cường đại của đối phương,
phát ra lệnh truy nã cấp SSS đối với Ha cũng không phải là không thể. Cố Trường Hưng nói, các người chờ ở chỗ này, tôi lập tức đi liên hệ Tổng Minh, yêu cầu bên trên phái vài vị tôn giả đi be lấy tên cuồng ngạo Kiều. Minh chủ, tôi đã dẫn hắn tới đây rồi. Ông đã mang hắn tới đây. Cố Trường Hưng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu thật như lời Hàn Khải nói, đối phương là tôn giả cảnh, chỉ dựa vào năng lực của Hàn Khải, làm sao có thể bắt đối phương về quy án? Chỉ sợ bên trong vẫn còn gì đó chưa nói. Cố Trường Hưng cũng là một người thông minh, ý tứ sâu xa nói, Hàn hộ pháp, tôi nhớ không nhầm thì Hầu gia, Hầu Dũng là đệ tử của ông, phải không? Anh ấy đã đại khái đoán được gì đó. Tôn giả cảnh là người như thế nào chứ? Tại sao lại vô duyên vô cớ nhảy vào phá rối một cuộc luận võ? Lời nói của Hàn Khải có đầy sơ hở. Sắc mặt Hàn Khải khẽ biến. Cố Trường Hưng nhìn biểu hiện của ông ta liền biết mình đã đoán không sai, nhưng dù sao ông ta cũng là thuộc hạ của anh ấy, cho nên Cố Trường Hưng chỉ có thể giả bộ không biết, nói tôn giả cảnh kia đâu, không phải ông nói đã dẫn hắn tới sao? Hàn Khải liếc nhìn về phía sau ông ta. Đúng lúc Lục Vân đi ra khỏi đám viên chấp pháp, Cố Trường Hưng còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Ly bên cạnh đã chớp chớp đôi mắt đẹp, vui vẻ chạy tới nói tiểu Lục Vân, sao em lại tới đây? Chị Bảy, từ rất xa Lục Vân đã nhìn thấy Lạc Ly, mỉm cười, tiến tới ôm cô, nói em là tội phạm bị truy nã cấp SSS mà Hàn Khải vừa nhắc đến. Cái gì? Nhất thời lông mày Lạc Ly hơi nhíu lại, quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Khải nói, em trai tôi tuyệt đối sẽ không vô cớ giết người. Nhất định là các người vì tư lợi mà khiêu khích em trai tôi động thủ. Em trai. Thanh niên to gan này thực sự là em trai của Minh Chủ Vũ Minh Khu Hoa Trung. Hàn Khải và đám người Tạ Trừ lập tức sững sờ. Cố Trường Hưng cũng sửng sốt trong giây lát, nhưng sau đó đã tỉnh táo lại, nhìn Hàn Khải một cách nghiêm túc, anh ấy cười nói, thì ra lũ ập vào đền Long Vương sao, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Một câu chuyện thần thoại nói về sự hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, hôm nay phải giải thích rõ cho em trai tôi. Em trai tôi đơn thuần thiện lương như thế, không thể khi không chịu oan khuất như vậy được. Sắc mặt Lạc Ly lạnh lùng, không cho Cố Trường Hưng chút mặt mũi nào. Mặc dù trong 3 ngày ở nhà, tiểu Lục Vân rất quá đáng, thỉnh thoảng cô đang đi vệ sinh, thì Ha sẽ giả vờ vô ý đi vào phòng vệ sinh, sau đó chọc cho cô nổi giận, vừa đuổi hắn ra vừa cảnh cáo Ha sau này phải tránh xa cô ra một chút. Nhưng dù gì hắn cũng là người em yêu quý nhất của cô. Bây giờ em trai bị oan, còn bị liệt vào hàng tội phạm truy nã cấp SSS, Lạc Ly phải đứng lên và bảo vệ công lý chứ. Đây là hành động mà một người chị như cô ấy nên làm. Em trai của tôi, chỉ có tôi mới có thể khi dễ, người ngoài tuyệt đối không được. Trông thấy thái độ cứng rắn của Lạc Ly, Cố Trường Hưng cũng phải đau đầu. Rõ ràng khi ngồi cùng nhau bàn cách đối phó với người biến dị, cô còn hòa nhã nhưng vừa dính đến chuyện của em trai, cô đột nhiên trở mặt, không nhận bất cứ ai. Lạc Minh chủ của căn cứ Vũ Minh khu vực, Trung Quốc đúng là cuồng em trai. Tuy nhiên Cố Trường Hưng cũng là kiểu người bao che khuyết điểm. Hàn Khải là thuộc hạ có năng lực nhất dưới trướng anh ấy nên anh ấy nhắm mắt làm ngơ rất nhiều chuyện. Chỉ cần ông ta không làm chuyện gì quá đáng thì Cố Trường Hưng căn bản không thèm nhắc tới. Suy cho cùng, đây là vấn đề thiên vị. Đối với Cố Trường Hưng, đây cũng không phải là sai lầm gì lớn cho nên vừa đoán được vừa rồi Hàn Khải nghĩ gì, anh ấy liền lựa chọn giả vờ hồ đồ. Lạc Ly có thái độ của Lạc Ly, Cố Trường Hưng cũng có thái độ của riêng mình. Tạ Trừ, buổi tỉ thí võ công lần này do cậu chủ trì. Cậu phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Cố Trường Hưng căn bản không có ý định quy trách nhiệm cho Hàn Khải mà lại ném vấn đề cho chấp sự Tạ Trừ. Tạ Trừ thầm cười khổ trong lòng. Hàn ta làm sao không biết Cố Trường Hưng đang nghĩ gì, anh ấy đang muốn biến hắn ta thành kẻ xấu. Tuy rằng trong lòng Tạ Trừ đau khổ nhưng hắn ta có thể làm sao đây? Quả thực, buổi tỉ thí võ công này là do Hàn ta chủ trì. Hắn ta chỉ đành nghĩ coi như lần này mình xui. Tạ Trừ khéo léo quỳ xuống, báo cáo minh chủ, là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ cho rằng Hầu Dũng là đệ tử của Hàn Hộ Pháp nên nếu như làm hắn hài lòng thì có thể tạo ấn tượng tốt với Hàn Hộ Pháp. Đó là lý do vì sao thuộc hạ lại đưa riêng cho Hầu Dũng một viên đan dược. Không ngờ làm như vậy lại khiến cho sự việc càng nghiêm trọng hơn. Được lắm, hóa ra là do cậu, Tạ Trừ, cậu vì lợi ích riêng mà lại dám làm trái luật.
Hàn Khải của tôi vô tội, suýt chút nữa đã bị cậu hại chết. Vẻ mặt của Hàn Khải rất tức giận nhưng trong lòng lại thầm thở dài, quả nhiên hắn ta là thuộc hạ tốt nên có được hậu thuẫn tốt. Cố Trường Hưng cũng nghiêm mặt nói, Tạ Trừ, nếu như cậu đã thừa nhận tội trạng của mình, bây giờ tôi tuyên bố cách chức chấp sự của cậu và giáng xuống làm chấp pháp bình thường. Cậu có phản đối gì không? Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt, đây là một vở kịch. Đương nhiên là diễn ra vì Lạc Ly và Lục Vân. Một khi chuyện này qua đi, âm thầm cho Tạ Trừ một cơ hội lập công, sau đó thăng chức lại cho hẳn ta cũng không thành vấn đề. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Vũ Minh bọn họ. Lạc Ly thực sự không nói nên lời trước màn kịch này và cũng không thể tìm ra điểm đột phá nào. Cố Trường Hưng nói, Lạc Minh Chủ và cậu Lục, hai người có cảm thấy hài lòng với hình phạt mà tôi đưa ra không? Lạc Ly không nói gì mà quay sang Lục Vân. Trong lòng Lục Vân cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không hài lòng. TH. Cố Trường Hưng nheo mắt lại và nói, vậy thì cậu Lục muốn trừng phạt Tạ Trừ như thế nào? Sa thải hắn ta và không bao giờ cho hắn ta quay trở lại Vũ Minh nữa. Hay là tống hắn ta vào nhà lao? Trong giọng điệu của anh ấy có vẻ không hài lòng. Nói chung là bên anh ấy đã nhường một bước lớn như vậy rồi, ai biết phải trái thì cứ theo bước này mà dẹp yên chuyện này, sau đó hai bên ngồi ăn cơm coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Lục Vân lại lắc đầu và nói rằng hắn không hài lòng, tất nhiên tâm trạng của Cố Trường Hưng vô cùng tồi tệ. Để Lục Vân chấp nhận, Cố Trường Hưng cũng nói một cách đầy ẩn ý, cậu Lục, mặc dù là do Tạ Trừ ích kỷ làm ra chuyện này nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi, Hầu Dũng đã chết trong tay cậu. Anh ấy đang đe dọa, bởi vì vô luận như thế nào, Lục Vân cũng đã giết người, nếu như hắn còn không chấp thuận thì Cố Trường Hưng hoàn toàn có khả năng làm ẩm. Cho dù Lục Vân là tôn giả một phương thì đã sao, mình là đại diện cho Vũ Minh ở Long Quốc, trong Vũ Minh nói chung còn có rất nhiều tôn giả khác nên hẳn có xé rách mặt mũi cũng chẳng có ích lợi gì. Cố Trường Hưng cảm thấy những gì anh ấy ám chỉ đã rất rõ ràng nhưng ai ngờ, Lục Vân vẫn lắc đầu, nói tôi không hài lòng. Ánh mắt của Cố Trường Hưng có chút lạnh lùng, anh ấy cười tủm tỉm nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Minh Chủ, em trai của cô cứng cỏi thật. Ý tứ của những lời này chính là muốn nói với Lạc Ly rằng mau chóng thuyết phục em trai sớm chấp thuận. Lạc Ly còn chưa nói. Lục Vân đã lên tiếng, tôi đã nói rồi, tôi không hài lòng. Anh cứ nói nhảm làm gì, anh bị điếc phải không? Suốt. Nhiệt độ trong không khí giảm đột ngột. Sắc mặt của Cố Trường Hưng cực kỳ lạnh lùng. Bởi vì lời nói vừa rồi của Lục Vân quá lỗ mãng, hiển nhiên là muốn truy sát anh ấy đến cùng. Trên đời này sao lại có người ngu như vậy? Hàn Khải tức giận mắng, hỗn xược. Sao cậu lại dám nói chuyện như vậy với Cố Minh Chủ? Đừng tưởng cậu là tôn giả một phương mà muốn làm gì thì làm. Nếu như không nể mặt Lạc Minh Chủ thì cậu cho rằng chúng tôi sẽ đứng yên ở đây lãng phí thời gian với cậu sao? Lãng phí thời gian? Lục Vân cười lạnh, nói, được, vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian với các người nữa. Yêu cầu của tôi đó là ông. Hàn Khải bị cách chức và không bao giờ được phép tham gia vào Vũ Minh nữa. Còn anh, Cố Trường Hưng cũng sẽ bị giáng chức. Xung quanh chợt im lặng. Sau một thời gian, Cố Trường Hưng tức giận hét lên, thằng nhãi, thật là có mặt mũi, ai cho mày cái dũng khí ra lệnh cho bọn tao. Hơi thở của anh ấy lạnh lẽo và dữ dội, rõ ràng là định xé rách mặt. Lạc Ly cũng sửng sốt trước lời nói của Lục Vân nhưng sau đó, cô lạnh lùng nói, Cố Trường Hưng, thân là Minh Chủ. Biết thuộc hạ của mình sai nhưng lại thiên vị, không trừng phạt họ. Anh có xứng đáng với chức vị này không? Cô cũng không phải là kẻ ngốc, có thể lên được. Tới vị trí minh chủ của Vũ Minh nên đương nhiên cô không thể là người đơn giản được. Từ thái độ vừa rồi của Hàn Khải có thể thấy được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu nói Cố Trường Hưng không thiên vị, ai tin? Cố Trường Hưng lạnh lùng nói, Lạc Minh Chủ, em trai của cô không có chừng mực. Chẳng lẽ cô cũng như vậy sao? Tôi không biết chị Bảy có chừng mực hay không nhưng tôi biết, nếu như anh dám đắc tội với bổn vương thì anh nhất định sẽ phải chết. Quỳ xuống. Lục Vân đột nhiên quát lớn và đưa ra mệnh lệnh. Thiên sát lệnh. Thiên sát lệnh. Lệnh bài cao quý nhất Long Quốc. Cả Long Quốc chỉ có một cái. Hơn nữa, không một ai dám bắt chước và không một ai có thể bắt chước được. Em trai của Minh Chủ Vũ Minh ở Trung Quốc lại là Vân Thiên Thần Quân. Thời khắc này, dũng khí của Cố Trường Hưng gần như tan vỡ. Vừa nhìn thấy thiên sát lệnh,
anh ấy liền khuỵu xuống đất. Trong khi đó, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Tất cả chấp pháp tại căn cứ Vũ Minh ở khu vực Đông Hải lần lượt quỳ xuống, thanh âm vang trời vì phấn khích. Rất nhiều người mơ ước được nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thiên Thần Quân nhưng lại có rất ít người từng được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Vân Thiên Thần Quân. Bởi vì trong quá khứ, mỗi lần Vân Thiên Thần Quân xuất hiện trước mặt mọi người đều đeo mặt nạ đầu rồng nên bọn họ chỉ trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo. Hôm nay, cuối cùng bọn họ đã gặp được vị thần chí tôn thần bí của Long Quốc, Vân Thiên Thần Quân. Làm sao bọn họ không thể vui mừng cho được? Bọn họ vui mừng tới nỗi trái tim như sắp nổ tung. Tội nhân Cố Trường Hưng, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Thân thể Cố Trường Hưng run rẩy kịch liệt, anh ấy không dám nóng nảy, toàn thân bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể dập đầu xuống đất, cầu xin thần quân tha thứ. Hàn Khải thậm chí còn hơn thế. Khởi nguồn của mọi chuyện là từ ông ta. Ông ta không ngờ người đứng ra bênh vực Khương gia lại là Vân Thiên Thần Quân. Ông ta cũng không bao giờ tưởng tượng được người ban hành lệnh bắt giữ cấp SSS lại là Vân Thiên Thần Quân. Tội này cho dù diệt cửu tộc cũng không cách nào bù đắp được. Hàn Khải cảm thấy hô hấp đình trệ, đại não thiếu dưỡng khí. Cuối cùng vì quá kinh sợ mà ngất đi, toàn thân ông ta tái nhợt như tờ giấy giống như bị rút cạn máu. Tiểu Lục Vân, em. Lạc Ly cũng sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó là kinh hãi và cuối cùng biến thành vui sướng mãnh liệt. Trong nháy mắt, đôi mắt đẹp trở nên ướt át. Vì quá xúc động, thân thể mỏng manh khẽ run lên. Em trai yêu dấu của cô, Lục Vân đã trở lại sau 15 năm vảng bóng và trở thành vị anh hùng vô song của Long Quốc Vân Thiên Thần Quân. Thật là một niềm vui bất ngờ. Sự kinh ngạc và hưng phấn trong lòng Lạc Ly không cách nào diễn tả được, cô chỉ có thể cùng cặp thỏ trắng dao động kịch liệt bày tỏ cảm xúc của mình. Lạc Ly, minh chủ của căn cứ Vũ Minh tại Trung Quốc bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Lạc Ly định quỳ xuống nhưng Lục Vân vội ôm cô, cười nói, chị Bảy, mặc dù em là Vân Thiên Thần Quân nhưng vẫn là em trai Lục Vân của chị. Làm sao chị có thể quỳ xuống trước mặt em được? Không được, đây là quy tắc của Vũ Minh Hồ. Mặc dù Vân Thiên Thần Quân không thuộc hệ thống Vũ Minh nhưng toàn bộ Vũ Minh ở Long Quốc đều cúi đầu trước mặt hắn bởi vì mọi người đều biết rằng nếu như không có Vân Thiên Thần Quân thì sẽ không có một Vũ Minh ổn định như hiện nay. Lạc Ly khăng khăng muốn bái. Lục Vân bất đắc dĩ, đột nhiên hai mắt lóe lên, ghé sát bên tai Lạc Ly và nhỏ giọng nói, chị Bảy, em thấy thay vì bái em, chỉ bằng sau này đi vệ sinh, chị quên khóa cửa vài lần là được, ha ha. Thanh âm này lập tức khiến hai má Lạc Ly nóng bừng. Hình tượng Vân Thiên Thần Quân cao lớn uy nghiêm trong cô nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên vẫn là tên khốn vô đạo đức đó. Dưới tình huống này, không thể nói như vậy ở nơi khác được sao? Đây là nơi công cộng, nếu như để người khác nghe được thì sẽ tổn hại đến uy danh của Vân Thiên Thần Quân. Lạc Ly cắn đôi môi đỏ mọng và lườm Lục Vân, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai nghe thấy lời nói của Lục Vân, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô làm sao biết giờ phút này, đám Cố Trường Hưng đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, đầu óc quay cuồng cho nên làm gì có tâm tình nghe lén xem hai người họ nói gì. Hơn nữa, cho bọn họ trăm cái gan cũng chẳng dám. Cuối cùng, Lạc Ly vẫn không quỳ bái. Lục Vân thu lại vẻ mặt không đứng đắn, đi tới trước mặt Cố Trường Hưng và nói. Cố Trường Hưng, anh có phản đối gì với câu nói vừa rồi của tôi với hai người không? Tội nhân Cố Trường Hưng, cảm tạ thần quân đã không giết. Cố Trường Hưng làm sao dám phản đối, đắc tội với Vân Thiên Thần Quân là tội lớn nhưng Lục Vân không nói giết, cũng không nói ném anh ấy vào ngục mà chỉ giáng chức anh ấy. Lục Vân gật đầu và bỏ qua cho Cố Trường Hưng. Hắn tin vào mệnh lệnh của mình, Cố Trường Hưng cũng không có gan không tuân theo. Còn thực hiện như thế nào? Lục Vân lười quan tâm. Lục Vân nhìn Lạc Ly và hỏi, chị Bảy, chị không ở lại Trung Quốc mà lại tới đây làm gì? Bởi vì người biến dị. Giờ phút này, tâm tình của Lạc Ly đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô cũng không còn ngạc nhiên như khi mới phát hiện ra Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân, có vẻ như cô đã trở lại trạng thái bình thường. Bởi vì cho dù Lục Vân đạt được bao nhiêu thành tựu thì cô vẫn là chị Bảy của hắn. Nếu như vì chuyện này mà mối quan hệ giữa hai bên trở nên ngại ngùng thì Lạc Ly thà không biết rằng Tiểu Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân nào đó còn hơn.
Một điều nữa là mới đầu Lạc Ly rất ngạc nhiên khi mới biết Lục Vân là tu luyện giả. Hiện tại nghĩ lại, nếu như tiểu Lục Vân là tu luyện giả thì tại sao hắn không thể là Vân Thiên Thần Quân? Nghĩ vậy, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng bây giờ khi nói về người biến dị, vẻ mặt của Lạc Ly lại trở nên nghiêm túc. Không biết người biến dị kia tới từ đâu, lần đầu tiên gây án là ở Trung Quốc, đến khi bọn chị phát hiện ra, người biến dị đã gây án mấy lần rồi. Lần này trốn tới Đông Hải, tên đó đã giết 3 người. Thật sự đau đầu quái. Hóa ra đây là lý do chị Bảy đến Đông Hải. Lục Vân suy nghĩ một lúc, sau đó đi đến chỗ Cố Trường Hưng và nói, việc giáng chức tính sau. Tạm thời, ông cứ tiếp tục làm minh chủ của Vũ Minh ở Đông Hải và hỗ trợ chị gái tôi bắt người biến dị. Lục Vân vẫn biết điều gì nên ưu tiên. Tại thời điểm quan trọng này, vấn đề người biến dị cần phải được giải quyết trước cho nên việc thay đổi vị trí trong nội bộ lúc này là không thích hợp. Tuân mệnh, Cố Trường Hưng cung kính nói. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly đột nhiên sáng lên, cô nói, tiểu Lục Vân, không phải em là tu luyện giả sao? Chỉ cần lần bắt giữ này, em đi cùng chị thì người dị hung dữ đó chắc chắn sẽ không chạy thoát được. Khương gia, tiếng kêu gào tuyệt vọng không ngừng vang lên. Những người xem xung quanh hả hê vẫn chưa giải tán, tất cả bọn họ đều đang chờ phán quyết của Vũ Minh dành cho Khương gia. Tính toán thời gian, hẳn là đủ để các chấp pháp của Vũ Minh đi tới đi lui. Tại sao mãi vẫn chưa thấy ra? Mọi người đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Khương gia ở Kim Lăng. Đây nhất định là một thời khắc lịch sử có thể ghi vào sử sách về những biến cố của các thế gia ở Kim Lăng. Cuối cùng, sau một lúc chờ đợi, một người đàn ông mặc trang phục hộ pháp của Vũ Minh đã đi ra. Đây không phải là Dương hộ pháp sao? Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Hai chấp pháp phụ trách bảo vệ Khương gia lập tức cung kính tiến lên nói, Dương hộ pháp, bọn thuộc hạ được Hàn hộ pháp hạ lệnh để mắt tới Khương gia. Cho tới nay, chưa một ai trốn thoát được. Dương hộ pháp gật đầu, đi qua hai người chấp pháp đến trước mặt Khương Chính Hồng rồi hỏi, ông chính là Khương Chính Hồng phải không? Vâng, hồi bẩm hộ pháp đại nhân, tôi là Khương Chính Hồng. Khương Chính Hồng trả lời với giọng nói già nua run run, vẻ mặt cũng đầy sợ hãi. Dương hộ pháp nhìn ông ấy đầy ẩn ý, nói, Khương Chính Hồng, thay mặt cho Vũ Minh ở Đông Hải, tôi đến đây để thông báo kết quả của trận tỉ thí võ thuật này. Công bố kết quả trận tỉ thí. Bao gồm cả Khương Chính Hồng, mọi người đều sửng sốt. Không phải nên đưa ra phán quyết tội của Khương gia sao, sao lại trở thành công bố kết quả trận tỉ thí rồi. Hầu như trong lòng mọi người đều chắc chắn rằng trận tỉ thí võ thuật này, phần thẳng sẽ thuộc về Hầu gia. Tuy nhiên sau đó ở bên Khương gia, có một Lục Vân táo bạo bất ngờ nhảy ra, hoàn toàn chọc giận Vũ Minh. Do đó, trọng tâm của trận tỉ thí này đã chuyển sang phiên tòa xét xử Lục Vân và Khương gia. Thế nhưng khi Dương hộ pháp tới lại không hề có ý định công bố phán quyết dành cho Khương gia như thế nào mà lại công bố kết quả của trận tỉ thí. Điều này đã lập tức kéo sự chú ý của mọi người quay về điểm xuất phát ban đầu. Vì thế, nó đã khiến mọi người cảm thấy mơ hồ. Khương Chính Hồng cũng mơ hồ như vậy. Lúc này, Dương hộ pháp lớn tiếng nói, sau khi Vũ Minh khu vực Đông Hải bàn bạc kỹ càng, kết quả cuối cùng của trận tỉ thí liên quan đến vận mệnh của hai gia tộc này đó là Khương gia thắng. Còn nữa, lệnh cho Hầu gia giao nộp 90% tài sản của gia tộc và rời khỏi Kim Lăng trong vòng 3 ngày, nếu không cả gia tộc sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của Vũ Minh. Ngay khi nghe xong kết quả, giây phút đó, toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ, tựa hồ còn chưa kịp hoàn hồn sau màn đảo ngược bất ngờ này. Khương gia thắng. Khương Chính Hồng cũng sửng sốt một hồi lâu, ông ấy run rẩy nói, hộ pháp đại nhân, ý của ngài là sao? Khương gia chúng tôi không cần phải chịu phạt, và chúng tôi thậm chí còn nhận được 90% tài sản của Hầu gia. Dương hộ pháp gật đầu nói, quả thực là vậy. Lòng mọi người chợt run lên. Vừa rồi khi nghe Dương hộ pháp công bố kết quả, bọn họ còn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng Dương hộ pháp lại gật đầu lần thứ hai như khẳng định đáp án. Bọn họ không hề nghe lầm. Khương gia không những không bị trừng phạt mà còn tước đoạt 90% tài sản của Hầu gia. Như vậy địa vị bá chủ của Khương gia ở Kim Lăng càng thêm vững chắc. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Trong lòng mọi người dậy sóng. Khương Chính Hồng vẫn không thể tin nổi hỏi, Dương hộ pháp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngài có thể nói kỹ cho tôi biết được không?
ông ấy cũng đã gần 70 tu, làm sao có thể chịu nổi loại kích thích mãnh liệt như tàu lượn siêu tốc này. Không ngờ sau khi nghe xong câu hỏi của ông ấy, vẻ mặt của Dương Hộ Pháp trở nên cực kỳ quái dị. Dương Hộ Pháp tự hỏi lão già này thực sự không biết hay là giả vờ không biết. Có Vân Thiên Thần Quân chống lưng cho, không chỉ Kim Lăng mà cho dù Khương gia có rời khỏi đây thì cũng sẽ tồn tại. Như một bá chủ, tâm tình Dương Hộ Pháp phức tạp, cũng không dám nói nhiều mà chỉ đáp, Khương gia có cao nhân giúp đỡ. Cao nhân giúp đỡ? Khương Chính Hồng chợt nhận ra liệu đó có phải là Lục Tiền Bối. Ông ấy nhớ rõ rằng lúc Lục Tiền Bối nói muốn đi gặp Vũ Minh khu vực Đông Hải, bảo ông ấy cứ yên tâm đợi ở Khương gia, không ai dám ra tay với bọn họ. Cho nên ngoài Lục Tiền Bối ra, không còn ai khác. Chỉ là Lục Tiền Bối kia rốt cuộc có thân phận gì mà lại có thể khiến Vũ Minh cúi đầu. Dù sao cũng quá đáng sợ rồi. Tâm trạng của Khương Chính Hồng vừa phấn khích vừa kinh sợ. Nhìn vẻ mặt của Dương Hộ Pháp, rõ ràng sẽ không nói ra thân phận của Lục Vân, nếu không đã nói ra từ lâu rồi. Xem ra cách duy nhất để biết câu trả lời chính là đến Giang Nam hỏi bảo bối Lam Nhi rồi. Cố nén sự chấn động trong lòng, Khương Chính Hồng xúc động rơi nước mắt nói, Vũ Minh công chính phân minh, bảo vệ công lý cho Khương gia chúng tôi. Lão già này thật sự rất cảm kích tất cả mọi người ở Vũ Minh và Lục Tiền Bối. Thật là biến đổi bất ngờ. Thế nhưng những người xung quanh đang chờ xem vở kịch lại hoàn toàn sững sờ. Rất nhanh, lão tổ của Hầu gia, Hầu Vân Sơn lập tức đứng dậy và nói, Dương Hộ Pháp, tôi phản đối. Phản đối vô hiệu. Tôi phản đối. Phản đối vô hiệu. Tôi muốn gặp minh chủ của Vũ Minh. Hầu Dũng, cháu trai của tôi không thể chết vô ích như vậy được, nhất định phải bắt tên sát nhân kia nợ máu phải trả bằng máu. Hầu Vân Sơn gầm lên đầy giận dữ. Hầu Dũng là niềm hy vọng của Hầu gia, vậy mà lại bị Lục Vân giết chết, nhưng Vũ Minh dường như mù quáng và không đề cập đến điều đó. Hơn nữa, Vũ Minh lại còn muốn bọn họ giao 90% tài sản cho Khương gia. Làm sao Hầu Vân Sơn có thể không tức giận? Phổi của ông ta sắp nổ tung tới nơi rồi. Tuy nhiên ngay sau khi ông ta nói lời này, Dương Hộ Pháp lạnh lùng hét lên, to gan. Hầu Vân Sơn, ông có muốn câu trả lời không? Tôi sẽ nói ngay cho ông biết, ông, Hầu Vân Sơn đã phạm tội ác ghê tởm, người đâu bắt ông ta vào nhà lao của Vũ Minh ngay lập tức. Dám nói Vân Thiên Thần Quân là sát nhân, lại còn dám yêu cầu Vân Thiên Thần Quân trả giá bãng máu, đây chẳng phải là tội ác tày trời sao? Khi Dương Hộ Pháp ra lệnh, hai người chấp pháp đi về phía Hầu Vân Sơn với vẻ mặt nghiêm nghị, sẵn sàng bắt ông ta. Không cần mấy người động thủ, tôi sẽ tự đi, để tôi xem. Vũ Minh các người tại sao lại bỏ qua cho hung thủ? Hầu Vân Sơn tức giận đi cùng Dương Hộ Pháp và hai người chấp pháp, chỉ còn lại đám đông ngơ ngác. Cuộc đối đầu giữa hai gia tộc giàu có ở Kim Lăng đã kết thúc. Không một ai biết người thanh niên táo bạo nói rằng mình sẽ đi gặp minh chủ của Vũ Minh Đông Hải đã làm gì mà khiến cho thái độ của Vũ Minh thay đổi lớn như vậy. Họ chỉ biết rằng cuối cùng phần thẳng đã nghiêng về Khương gia. Rất nhanh. Kết quả sau đó của Hầu Vân Sơn cũng có ngay. Ông ta hùng hổ chạy đến căn cứ của Vũ Minh ở Đông Hải muốn yêu cầu một lời giải thích giống như Lục Vân nói trước đó, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết Hầu Vân Sơn đã trải qua những gì, chỉ biết sau khi vào căn cứ Vũ Minh, ông ta hoàn toàn tiêu tụy, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa muốn giao lại 90% tài sản của Hầu gia cho Khương gia và sau đó gia tộc rời khỏi Kim Lăng ngay trong đêm. Còn bản thân ông ta chủ động quay trở lại căn cứ Vũ Minh ở Đông Hải chấp nhận hình phạt. Đến cuối cùng, Khương gia thắng lợi hoàn toàn, còn Hầu gia chỉ biết xấu hổ ra về. Nhất thời, toàn bộ Kim Lăng trở nên hỗn loạn. Hầu hết các gia tộc giàu có đều chọn đứng về phía Hầu gia, nhưng cái kết này giáng một đòn mạnh vào bọn họ. Đặc biệt là Ngô gia. Lúc đầu cười vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu. Tại ngoại thành Kim Lăng, một cuộc săn lùng đang được tiến hành. Các chấp pháp của Vũ Minh đã khóa các khu vực hoạt động có thể của người biến dị. Sau một thời gian, bọn họ đã tìm thấy người biến dị đang chuẩn bị gây án. Lần này, hai khu vực Vũ Minh phối hợp truy bắt. Các chấp pháp giăng một tấm lưới khổng lồ rồi cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhốt được người biến dị trong một phạm vi cực nhỏ. Trước một mặt hồ phẳng lặng, Lục Vân nhặt một viên đá từ dưới chân lên. Nhìn có vẻ như hẳn vô tình ném, nhưng thực ra hẳn sử dụng năng lượng trong đó tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh.
viên đá thứ hai được ném đi bay ngang qua mặt hồ, cuối cùng chìm xuống nước, nhưng sau khi chìm xuống, nó không hề giảm tốc độ mà tiếp tục bay đi với tốc độ cao. Viên thứ ba được ném. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, một màn nước phóng lên trời phá vỡ toàn vẻ bình yên của mặt hồ, một bóng đen dị dạng từ trong màn nước nhảy ra. Người biến dị. Thân hình của người biến dị cao hơn so với người đàn ông trưởng thành một chút, đầu lệch, một bên ngực phồng to, còn một bên lại lõm sâu xuống, hình thành sự tương phản thị giác cực mạnh. Hơn nữa, da toàn thân đen kịt, lỗ chỗ giống như từng mảnh vảy không đều xếp chồng lên nhau. Ngũ quan trên mặt cũng mơ hồ biến thành một đống thịt thối, cái duy nhất có thể phân biệt đó là hàm răng dính đầy máu thịt và một con mắt đỏ tươi. Nó tức giận liếc mắt nhìn Lục Vân nhưng lại không dám tới gần. Trái lại, nó xoay người chạy trốn về một hướng khác, hai tay chạy trên mặt đất, chi dưới thô to, tốc độ cực nhanh. Đây còn không thể gọi là con người mà giống một con thú hơn. Lục Vân khế cau mày, đây là lần đầu tiên hẳn nhìn thấy người biến dị trông kỳ dị như vậy, cũng không biết tại sao lại biến thành như thế này. Các chấp pháp phụ trách đi bắt người biến dị ngay lập tức thu hẹp vòng vây khi vừa trông thấy hành động của người biến dị, sau đó hai bên diễn ra trận chiến khốc liệt. Người biến dị này không phải là võ giả nên không thể vận dụng nội lực mà hoàn toàn dựa vào thể lực cường hãn đánh nhau với các chấp pháp. Đây hoàn toàn là dã thú. Vì nó là dã thú nên cũng không mạnh bằng các chấp pháp có vũ khí, vì thế sau một trận khốc liệt, các chấp pháp đã bắt giữ thành công người biến dị. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, nói coi như đã bắt được. Người biến dị này, ai ngờ rằng thứ này lại trốn trong nước lâu như thế, chắc chắn nó đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta bằng cách này. Cô nhìn Lục Vân với vẻ biết ơn. Nếu như không nhờ Lục Vân thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ hóa ra người biến dị này lại trốn sâu dưới đáy hồ. Bởi vì nhìn như thế nào, trông nó cũng giống sinh vật trên cạn hơn, không một ai có thể nghĩ rằng nó có thể nín thở trong nước hơn nửa tiếng. Lục Vân nói, thật ra, điều em tò mò hơn đó là tại sao nó lại trở thành như vậy. Hẳn có thể nhận ra con quái vật này quả thực không phải là sinh vật lạ mà là người biến dị. Cảm giác giống như có người cho nó uống thuốc gì đó nên mới trở thành như vậy. Lạc Ly cũng đau đầu nói, đây thực sự là một rắc rối. Nó đã hoàn toàn mất lý trí nên có lẽ cũng không thể hỏi được. Điều gì, vì vậy, giờ chỉ có thể đưa nó trở về Vũ Minh để viện nghiên cứu sinh học mổ xẻ nó xem sao. Lục Vân gật đầu, dù sao chỉ cần đừng để nó tiếp tục hại người. Chị Bảy. Trong lúc Lục Vân còn đang nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng lành lạnh. Hắn quay đầu lại thì thấy Lạc Ly nhìn hẳn với vẻ ác ý, hừ, tên khốn kiếp, em mau xuống ngay cho chị. Chị Bảy chợt nhớ đến chuyện hắn ném cô xuống hồ khi còn ở Giang Hoài, cô đang chờ cơ hội báo thù. Thật nghịch ngợm. Lục Vân phản xạ cực nhanh. Ngay lúc Lạc Ly ra tay, hắn đột nhiên xoay người, một tay đưa về phía trước vừa hay chộp. Lấy cổ áo của quỷ nghịch ngợm, cổ áo bị mở ra, một khe hở. Trắng nõn lọt vào tầm mắt. Yoyoyon không hổ là chị Bảy, do luyện tập nhiều năm nên các bộ phận trên thân thể rất cân đối, không quá to hay quá nhỏ, cầm vừa vặn trong lòng bàn tay, không ảnh hưởng đến xúc cảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.